Em chào mọi người nhé. Các chị chia sẻ chia sẻ livestream của em ấy. Chia sẻ livestream của em nhà nhá, để tham gia mini game mà cái đầm nhà đang mặc luôn nha các chị nhá. Chào Nguyễn Thị Liên. Em chào tất cả mọi người, các chị mới vào. Khắc chế vào đi để chuẩn bị tham gia game nào. Nhân Trần đang xem. Nhân Trần đang xem. Máy của anh đang xem hả? Nhõng nhẽo với người yêu ha. Dạ. Chúc vậy em ha. Em không hay ốm, hắn bảo em là làm lũng à. Thế đấy. Hôm nay em xả tập cẩm á các chế nhá. Chia sẻ nhanh tay vào thì chia sẻ livestream hộ em với để tham gia mini game luôn. Chào Nguyễn Diễm, chào Mèo Mướp. Chia sẻ lên nhóm hả chị, trên trang cá nhân nữa. Sơn Hằng Nguyễn ơi, chị bộ công sở 245 cm 6, 60 kg, size XL. Đức Vinh Đường ơi, cái đấy chuẩn size, khỏi rồi, gần khỏi rồi. Cảm ơn chị Quyên Phạm, cảm ơn Bích Bích, chào Vũ Thanh Hằng. Đây là đường mấy câu thì cứ hò. Lấy em có hò quái đâu, tự nhiên bây giờ em lại hò nằm lũng với cả nhà luôn. Em nhận hàng đẹp nhưng mặc trật đổi được không? Thì Dung thì Dung ebook cho Messenger nhá. Chào Vũ Anh, chào Mai Vũ. Chào Khuyên Phạm. Chào Phương Phương, chào Khánh Ni. Bán đi chị, không chơi game nữa ha. Ok, bán đi cũng được. Chơi game hôm nào cũng mất thời gian ghê đó. Em bán luôn nhá. Nhưng mà mọi người lười chia sẻ cho em lắm, nên em cũng phải chơi game. Mọi người chia sẻ like cho em với. Mọi người tập trung cả. Sang bên fanpage. Fanpage ấy. Rồi sau này em sẽ like chính ở bên fanpage mà. Ở nhà nhá. Tập trung ở bên fanpage giúp em. Tập trung bên fanpage giúp em. Bộ chị mặc gái bao nhiêu? Cao mét 50, 40kg, mặc size gì? SS chị ơi. Hoàng Hướng Dương nhá. Mét 50, 40kg mặc S được. Đầm đang mặc bao nhiêu? Dạ em định mini game đây. Nhưng mà anh Trung vuốt ngược cho chị. Bó tay. Rồi. Các chị ơi, thấy lượt view của bên Trung Nhàn Thời Trang Công Sở rất là ít. Mới có hai mấy lượt view thôi. Mọi người chia sẻ livestream hộ em với nào. Hôm nay em vào hơi muộn một chút xíu. Chị người trung tuổi thì mặc 2X được không chị? Sợ XL chật. Em ơi, đo bụng cho người ta vậy. Đo bụng ngang rốn cho người ta nhá. Bụng người ta mà 88 thì là mình mặc 2X. 88, 90 thì mình mặc 2X. Còn nếu mà bụng người ta tầm 84, 85 thì mặc XL là được nhá. Phần dưới này này. Nhớ hộ chị là đo vừa tới, đừng đo căng. Thì là mình sẽ trừ bụng mỡ đi thì mình sẽ mặc được nha. Em đo bụng đi cho nó chuẩn. Có Dung không Nhàn? Có đấy. Chị Khuyên Phạm ơi, sao hôm nay hỏi em Nhàn có Dung không? Em Nhàn có đấy. Chào nước mắt cứ rơi. Chào Hà Huấn đã chia sẻ, cảm ơn. Hương Phan mua được gì chưa? Đang hỏi nhau. Dạ em chào mọi người nha. Lời view cũng nên rất là chậm mà. Mọi người chia sẻ livestream hộ em với. Em sẽ tương tác mini game bằng cái đầm như em đang mặc nha. Đang có size S và XL. Nhà đang mặc size S. Em Nhàn đang mặc size S nha. S và L. S và L nhưng nó tương đương với ML, XL đấy. Nó tương đương với ML, XL bởi vì Nhàn đang mặc size S. Thực ra thì nếu mà cái chị vừa hỏi em size S như kìa là khả năng cũng mặc được, nhưng có vẻ là hơi rộng cái phần này. Hơi rộng phần này. Chào Cà Tươi. Chào Nguyễn Minh Ngọc. Chào Khang Nguyên. Lượt view chậm quá hả? Lượt view chậm quá. Em bán hàng luôn vậy. Em xem bao nhiêu lượt chia sẻ cái cả nhà ơi. Chờ em xíu nào.
được 34 lượt chia sẻ. Bên nhà Trần được 34 lượt chia sẻ. Em xem là bên fanpage thì được bao nhiêu lượt chia sẻ nào. Bên fanpage thì mọi người chia sẻ cho em tích cực hơn này. Được 55 lượt chia sẻ này. Em cảm ơn cả nhà nhá. Rồi. Em mời mọi người sang đi để em rõ chia ràng sẻ rồi. Chốt tương tác đi. Chốt tương tác nha, mini game nha. Em chia sẻ hai nhóm chị nhé. Chào Loan Trần. Rồi. Em chốt tương tác ở bên đây. Em chốt tương tác ở bên ấy fanpage để chị sang bên đấy đi. Chị Hà Yên ơi, em đỡ thôi, chưa khỏi được ngay đâu. Ho vẫn còn ho thôi, em không sốt nữa rồi, cho nên mới lên live được. Còn nếu mà sốt thì không lên live nổi. Lâu quá. Bán luôn cho nhanh chị ơi, hi, bán xíu là đông hà. Rồi, ok em bán vậy nhá. Hôm nào chắc em tập trung về một chỗ để chơi mini game thôi. Chơi mini game hai trang này cũng rất là khó. Hôm nay thì em bán hàng. Các chị chia sẻ để chốt tương tác nó cái đầm nhà năng mặc. Cái này thì đặc biệt là thì ví dụ như mình có lộ cái phần dưới này, bụng mình có to thì không bao giờ ảnh hưởng. Bởi vì sao? Cái phần eo của nó rất là cao. Từ đây là nó đã có độ xòe từ đây rồi. Nó đã có độ xòe từ đây rồi. Eo rất là cao nên là bụng dưới của mình có to có nhỏ không hề ảnh hưởng nhá. Đó, các chị nhìn thấy chưa? Em có nhà năng vừa size S, rất là vừa cực kỳ vừa size S. Em có hai màu. Hôm nay em bán hàng luôn bởi vì đồ của hộ em hôm nay em sale là chính, toàn đồ sale lẻ size á. Nên em sale là chính, các chị hôm nay tranh thủ canh mini game canh live để mình chọn được đồ đẹp giá rẻ. Thì lựa em sẽ có xếp bộ đùi, có quần sớ sớ màu rất là đẹp. Màu rất là đẹp và là màu hai nữa là có đủ size cho các chị lựa chọn. Nó cũng không có nhiều lắm nhưng mà đại khái là nó có đủ size cho các chị lựa chọn. Thế nữa là em sẽ lên xếp bộ đùi này, váy maxi này, váy hoa như em đang mặc này. Và sau đó nữa là quần công sở áo sơ mi. Các chị nhá, quần công sở áo sơ mi đầm lẻ sai. Lung tung. Nghĩa là như thế. Thế này nhá, em sẽ đo cái eo của cái đầm này. Bởi vì em mặc vừa size S cho nên là em sẽ phải đo eo, đo ngực. Các chị nên khi mua hàng qua mình không được thử đấy, thì các chị lên biết số đo eo, số đo ngực của mình để mua hàng cho nó thật chuẩn. Em sẽ đo eo cái đầm này nhá. Mai Quế cho mình hai màu vàng và đỏ size L. Ok chị Mai Quế. Nhung Nguyễn vàng mờ có không? Không có mờ. Chỉ có S và L thôi các chị nha. S tương đương với M, L tương đương với XL các chị nha. Không quên là eo của nó rất là cao. Eo cao lắm, eo cao lắm, eo lên tận đây này. Bình thường là lên khỏi rốn 5 phân đúng không? Nó sẽ ở vị trí này. Nhưng cái eo này rất là cao. Cho nên là cái eo của nó sẽ nhỏ hơn bình thường. Size S là eo 72. Size S là eo 72, ngực 86. Các chị nhá, đấy là size S. Size L là eo 80 luôn. Eo 80 luôn, em quên chưa đo ngực. Em thông báo này. Size L này, size L của người nghĩa là em bị hết mất size M các chị nhá. Cho nên là được sale. Đầm này là đầm cao cấp nhưng mà đại khái là nó hết mất size M. Nó thiếu size nên là được sale này. Em sẽ đo ngực của size L nha, để các chị lựa chọn cho mình cho nó thật chuẩn nhá. Cho đỡ mất công nha các chị nha. Đỡ mất công nhau, đỡ mất công cả em, đỡ mất công cả các chị. Các chị căn số đo ngực và số đo eo của mình để mua cho nó thật chuẩn nhá. Size L này bằng tương đương gần với size XL. Ngực của nó được 94. Ngực 94 và eo. Ngực 94 ạ. Eo 79 các chị nhá, eo 79. Ngực 94 và eo 79 là mình mặc bén này ạ. Mặc 80 mặc bén. Eo 80 mặc bén, nhớ này, eo rất là cao cho nên là em tinh ninh là các chị nếu mà cái ngực của mình không bị khủng thì các chị XL mặc cái mà cái đầm này size L vô tư luôn. Nếu mà cái ngực của mình không bị khủng thì cái phần eo của nó cao lắm, bố trí rất là cao nên là nó rất là gọn, cái phần tôn cái phần ngực và là làm điểm nhấn cái eo của mình rất là chuẩn. Ai bụng dưới to là không ngại cái thiết kế này. Rồi chốt hộ em là
xả 11 kèm số điện thoại cho em, mức giá 165.000 một em. Có hai màu ạ, đỏ và xanh, à đỏ và vàng. Chỉ có size S và size L, hết mất size M rồi ạ. Em thực ra cũng có mấy con size M nhưng mà em đăng bài cái nào bị các bạn chốt luôn, mất mấy cái size M là hết luôn, tổng thể có mấy cái thôi. Chốt bây giờ bắt đầu chốt ạ, xả 11 kèm màu kèm size cho em, có S và X, có S và L. Nhớ hộ em ạ, S là gần bằng M luôn. L là tận 71 72, 71 72 mà L cao. Ngực là 84, ngực 84. L là ngực 94, L ngực 94, L 80, 79 80. Đấy các chị nghe thông số của nó rồi, bây giờ mình đặt cho nó thật chuẩn nhá, cho đỡ mất công nhau nhá. Ok. Phiền theo em chật bị em đổi, phiền em lắm, em phiền lắm, cho nên các chị đặt hàng trước khi đặt thì mình có thể, ví dụ như hôm nay lần đầu tiên vào xem live của em Nhàn chẳng hạn, hay mình chưa mua đồ trên mạng bao giờ chẳng hạn, mình chưa lắm được số đo thì mình về mình đo đi, mai nhân viên nhà em gọi điện chốt thì các chị thông báo luôn cho em cái số đo eo, nhớ là ngang rốn để mình mua quần, trên rốn 6 phân để mình mua váy và áo dài cách tân. Và nếu có thi thoảng có những cái sản phẩm mà mình cần phải đo ngực thì tốt nhất là mình lên biết cái số đo ngực luôn. Ok Trần Thị Hiền này. Nhá. Ok Ngân Dương này. Ok Thu Lý Phạm này. Chứ em cứ nghe thế đổi, phiền em lắm, bởi vì sao? Ok Mai Quế ạ. Chị thì không vừa. Thế không lẽ em không cho đổi thì bảo em là người vô tâm với người thế nào thế kia, bán hàng không có tâm. Thế nhưng mà em cho đổi thì rất là phiền em, vì sao? Các chị thì các chị chịu ship đó, thế nhưng mà em không muốn cho đổi, bởi vì sao? Em xong mẫu rồi. Bây giờ em quay đồ hàng của các chị về, em lại phải sâu lại, em lại phải giới thiệu lại. Mà giới thiệu lại thì thường là nó lẻ sai rồi, lúc đó em lại đương nhiên là em phải xả giảm. Đó là cái phần thiệt thòi cần rất là lớn của em. Nên các chị cố gắng biết số đo của mình để mua hàng cho chuẩn, khỏi phải cứ đổi đi đổi lại. Phiền các chị phải mất công đổi đi đổi lại, phiền em rất là nhiều, cho nên em rất hạn chế đổi các chị nhá. Cố gắng hộ em biết số đo của mình. Nhung Nguyễn vàng S này. Em chốt một bên cho anh hộ anh. Rồi, anh chốt bên nào? Em chốt bên nhà Trần đi. Rồi, anh bên nhà Trần bên, chung nhà. Chị ơi, bộ xanh canh mặc bao nhiêu? Chị Hương Thủy ơi, 210.000. Có sơ mi trắng không nhạt? Có, chị Thơm Lê ơi. Rồi. Em cao 1m6, 50kg. Em mặc S được nhá, Sơn Hà Nguyễn. Thu Lý Phạm này, size S này. Ok, Thu Lý Phạm này. Em nhìn thấy ai thì em chốt. Thu Lý Phạm đây rồi, chốt rồi. Ok, Thu Lý Phạm này. Rồi, ai nữa? Bên nhà Trần hôm nay ít người chốt thế. Nhung Nguyễn này, ok này, Hoàng Huế này, Vàng S này. Xem Hồng chốt luôn đi. Hồng ơi, phải comment số điện thoại. Huyền Phạm ơi, không có số điện thoại em tìm nhá. Có mời gì chị nhắn tin hộ em nhá. Sang bên này đi, không chốt làm sao được. Hai có gì trang, chị nhắn tin hộ em nhá, không gọi hộ em lúc em đang like nhá. Hoàng Nguyên, chị Vàng S ạ. Các chị ơi, các chị mời các chị sang bên bên Trung Nhàn Thời Trang Công Sở giúp em ạ. Em ưu tiên chốt bên Thời Trang Công Sở nha. Em chốt hết bên ấy rồi em mới chốt bên nhà Trần. Nên các chị nếu như bên nhà Trần không được thì các chị cũng thông cảm. Vì em ưu tiên bên ấy nha. Thôi làm đi. Mình đã phát hai like mình phải chấp nhận chứ. Phải chấp nhận, em cứ mời mọi người sang. Thì em đang nói mà anh bảo chấp nhận mới không thì anh làm đi. Ok Huyền Phạm, Mỹ Hồng, Tào Thị Hồng ơi, các chị không có số điện thoại thì sẽ không chấp được hàng nhá. Váy mặc 165.000 nhá. Chị Nguyễn Thị Dũng nhá. Nhưng áo nhầm màu, chị lấy màu cam lại gửi màu vàng. Chị ý kiến hộ em trong Messenger hộ em với nhá. Cái chị đang mặc bao nhiêu em trả lời rồi đấy ạ. 165.000 này. 1m655kg. 1m655kg mặc L đi chị Hương Thủy ơi. Xem mấy mẫu sơ mi trắng nhà ơi. Dạ Thâm Lê ơi, chờ được em thì chờ, không là em cũng không like được ngay bây giờ đâu chị nhá. Chắc là phải muộn em mới lên áo. Xả 11S, ok Huyền Phạm này. S vàng này em cho không em. Không hiểu đâu mà cứ ngồi ghi này. Nói ngạc. Từ từ nào. Em có nhiều đỏ, xin lỗi ở nhà mọi người cứ chốt vàng, em có nhiều đỏ hơn S. Nhiều đỏ hơn vàng. Hoàng Huế toàn vàng mọi này. Người chốt vàng. Chốt toàn vàng à? Đấy. Xong cuối cùng lại bê bắt chồng chốt một lúc hai trang. Bố là chả làm được. Đừng mắng. Nó nhiều quá. Sao lại có con lờ đây? Cục này mà lờ hết rồi. Tí nữa thì đưa nhầm.
Ok Ngân Dương, ok Nhung Nguyễn, ok Hoàng Huế, Nhung Dương được cái xe L màu vàng. Thu Lý Phạm S vàng, ok có nhé Thu Lý Phạm nhé. Ôi giời ơi, sao lại hết luôn thế này. Ok Thu Lý Phạm này. Xong rồi ghi một đống bằng không. Ôi khiếp khổ quá, nói nhiều thật đấy. Mắng từ lễ đến giờ vẫn đi cầu đấy. Ok Trần Thị Hiển L vàng. Ok chị Mai Quế L đỏ và L vàng. Hết vàng, còn một con S vàng nữa để em xem. Hết luôn vàng rồi nhá các chị nhá, Hoàng Uyên nữa là em hết vàng rồi nhá. Còn đỏ thôi nhá, ai lấy đỏ thì chốt đỏ nhá. Em đang nói là sao mà anh cứ chăm chắm được đúng ý anh hết đi không hết được. Như anh đã nói thế rồi thì để anh nói. Làm sao em đi, em lại không cho anh nói. Người ta nói đúng như thế rồi mà lại không đồng ý là thế à? Thế nhưng mà mời mọi người sang. Tôi không cãi nhưng mà nếu anh ghi được ai thì ghi không thôi. Con đấy thế mà cứ bây giờ mình đang phát online lại bảo người không chốt của người ta chẳng ra làm sao. Chị ơi, chưa hôm qua em có đặt một áo di lê hồng S. Hôm nay nhắn tin để gửi hàng. Trên tin nhắn không biết chị có nhận được không, Mặc Mạc. Mặc Mạc ơi, chị thì chị không check tin nhắn trực tiếp đâu. Chị không check tin nhắn trực tiếp đâu cho nên là không thể biết được rằng là có nhận được tin nhắn của em hay không. Em có thấy mọi người Thu Nguyễn L vàng em hết này, Thu Nguyễn nhá. Lưu Ly S vàng có này. Trời ơi, làm sao vậy? Không có ai đặt đỏ. Sao đấy nhỉ? Lưu Ly này, Lưu Ly hết vàng này. Em hết luôn vàng này. Có mấy con vàng đỏ không ai đấy. Em không làm đơn trực tiếp được từng người đâu các chị nhá. Các chị cứ hỏi hộ em trong Messenger. Nếu như chưa thấy có người check đến, chưa thấy có người trả lời mình thì các chị nhắn lại hộ em nhá. Cứ nhắn lại hộ em, nó sẽ nổi lên là mọi nhân viên nhà em sẽ phải làm nhá. Chờ nhắn lại, hỏi lại hộ em, chấm hộ em mới cái chấm ở check hộ, hoặc không này nhắn hộ trên tường hộ em là check tin nhắn trên tường cho em. Cái bài đăng gần nhất ạ. Em nhắn trên tường cho em là của Nguyễn Thị Liên em để dự bị đấy, em chả biết là trước sau như thế nào, nhưng của Nguyễn Thị Liên là dự bị đây đó. S đỏ đây, còn Sơn Hà Nguyễn S đỏ này, còn các chị nhắn trên tường hộ em là check tin nhắn check Messenger hộ em nhá, check ebook hộ em, thế để em chú ý đến nhá. Còn bình thường em không check mà nhân viên nhà em check, mà mọi người check thì check được rồi hay chưa em cũng check, mọi người check mà em có phải là người check đâu nên em không thể là trả lời chắc chắn. Có cái gì vải đũ không chị? Chị cũng không biết nhà chị ti tỉ thứ. Bây giờ thì cái gì vải đũ, cái gì vải gì thì cũng chị cũng không thể khẳng định được trước cái gì vải đũ, cái gì vải không. Áo thì có vải đũ rồi. Không thấy ai trả lời chị ạ, Mặc Mạc. Em tắt like bên nhà Trần để mọi người tập trung sang bên này làm cho đỡ mệt. Ok chị Mai Quế có màu đỏ size XL không? Đặng Ai màu đỏ là size L tương đương với XL rồi đấy ạ. Chị bộ xanh đằng sau có màu nào nữa không? Có màu Phương Thủy ơi có màu vàng bò nữa nhá, vàng bò đậm gần như màu gạch. Hoa theo lỗi nên em nhá. Hoa theo ri băng lỗi nhá Hương Thủy nhá. Chốt cho Sơn Hà Nguyễn rồi nhá. Tào Thị Hồng ơi em hết vàng S rồi nhá. Rồi chị nào để S đỏ thì comment nhá. S đỏ L đỏ S đỏ thì còn nhá. Chị Thị Tâm ok này. Chị Thu Nguyễn không có này.
Chị đây, chị thì Trịnh Thị Tâm có đây rồi. Bây giờ chị lấy lờ đỏ ok này. Comment hoài không thấy trả lời. Cái gì em ơi? Chị kéo xuống không có thấy tin nhắn của em đâu. Từ nãy giờ chị kéo xuống không thấy tin nhắn của em mà. Bao nhiêu tiền? 165.000 em nhá. Ok, lưu ly này, ép đỏ này. Lưu ly. Hết sai lờ rồi ơi, Tuyết Cao ơi. Ok Đặng Nga, ok Đặng Ngọc Hải. Em còn mấy con ấy, chị nào lấy thì nhanh tay nhá. Còn 3 con lờ, 4 con S nữa. Bộ của em mua không vừa, em đổi bộ khác có được không? Thủy Nguyễn ơi, em comment trong Messenger hộ chị chụp cái hình sản phẩm mình mua được nhá. Gửi vào trong đó nhá. Em hỏi trong Messenger giúp chị nhá. Chụp hình cái sản phẩm của mình. Thấy nhà hồ trên núi ơi. 62 bạn, 62 bạn ở bên nhà Trần á. Có bộ mặc nhà lửng không em? Nhà có lửng à chị? Lửng cũng có mà dài ngố cũng có. Còn cái nào mờ vàng cho em một cái. Không có Phương Phương ơi, không có. Không có con nào vàng nữa cả. Xem highlight thì cũng hơi khó nè. Các chị tập trung sang bên nhà Trần giúp em ấy. Sang bên các chị bên nhà Trần tập trung sang bên trung nhàn thời trang công sở giúp em với. Sau này em sẽ phát live chủ yếu bên đấy đấy. Bây giờ mới thì em vẫn phát hai bên để thông báo với mọi người là chính thôi. Có áo công sở không chị? Có nhé Lan Hương, đứng lên em xem nào. Ok Phương Lê, chị nào lấy được cái nào nữa thì nhanh tay nhá. Em chỉ còn màu đỏ như em đang mặc nữa thôi. Có gì cho các chị sang. Cá tôm Nguyễn ok, xả mùa 11 đỏ L. Đỏ L nó gần bằng XL luôn nhá. Gần bằng XL luôn nhá. Chị nào lấy thì comment nốt nhá. 165.000 thôi. Lên quần công sở đi chị ok. Bộ xanh trên canh bao nhiêu vậy? Hoàng Kiên Độ, Hoàng Kiệt Đỗ 210.000 nhá. Hoàng Kiệt Đỗ nhá. Còn S và M nữa thôi, không còn size L nữa. Cho em xem bộ vàng bò. Chị bảo đi. Rồi ôi, các chị mà cứ điều khiển em là rất là khó làm ấy. Quan trọng là mình có vừa hay không ấy. Đỗ Hạnh ơi, cái gì vàng mờ đấy Đỗ Hạnh? Hạnh mặc S thôi, S thì đây nhà đang mặc S đây này. Đây nhá, màu này nhá, nó chẳng hẳn là màu vàng bò đâu, nó rất là đậm màu. Nó gần sang màu gạch rồi nhá. Đặng Ngọc Hải có rồi nhá. Các chị lần sau cứ chốt là chốt đúng cú pháp cho em, bởi vì thừa đa số là em chốt cho bằng ấy, bằng hình ảnh chứ không mấy khi em ngồi ghi trực tiếp thế này đâu. Các chị cứ chốt đỏ L mi đỏ S yếu thứ là rất là khó làm. Ghi của em là xả 11 S đỏ, xả 11 S vàng hay là xả 11 L đỏ hay gì đó. Comment thế cho em nhá để cho nó có đúng mã. Để nếu như mà em không kịp ghi ở đây thì là em chụp hình thì là nó sẽ không bị nhầm lẫn sang mã khác nhá. Phan Thanh ơi, đỏ đang mặc là 165.000 nhá. Từ bữa giờ bán bộ công sở em sợ mà không đẹp lên không dám mua. Vậy mà hôm nay em nhận bộ công sở đẹp lắm. Tại em hơi béo, hi hi. Nguyễn My, à Nguyễn My hơi béo hả? Rồi, bộ có XL không? Không có đâu chị ạ. Bộ có XL thì bộ B53 nhà em ấy. Chị mấy bữa trước em like, rồi là em không hay like lại nữa. Trừ trường hợp mà em còn sót cái gì thì em dơ lại một lần thôi. Như hiện tại cái bộ đấy chị có đặt thì chị đặt cho em, không like lại nữa. Không có M nhá Hiên Bùi ơi. Có S và L, nhưng mà nhà đang mặc S. Nếu mà Hiên Bùi bằng nhà thì mặc được nhá. Rồi em qua mẫu nhá. Bây giờ là đến bộ quần đùi.
em theo ý em vậy các chị nhá. Xong thì cứ lẻ cái gì em lên cái đấy, không thì đến lúc là em cứ làm nó khó quá. Có chút thôi, không có nhiều. Có một ít thôi, các chị sẽ nhanh qua mẫu thôi. Các chị cứ ở đấy lựa. Nói chung là em có cả bộ quần váy, bộ quần đùi. Có cả quần công sở áo sơ mi nữa. Thúy Tổng ơi, 165.000 nhá chị nhá, xả 11. Năm mươi cân đi Hiền Bùi, mặc S thôi, bằng cân chị Nhàn nhá, mặc S thôi. Các chị nhìn thấy bộ Nhàn đang mặc chưa? Nhàn đang mặc size S nhá. Đang mặc size S nhá. Đây là có một cái lơ vào đằng sau. Nó như thế này. 100.000 một bộ. Vải chéo Thái. Không biết nhiều là cái gì đâu, cái vải này vừa co giãn vừa mát vừa không dầu này. Co giãn 4 chiều luôn. Ai lấy thì comment hộ em bộ em đang mặc S đó. Nghĩa là các bạn bằng nhà là mặc được S nhá. Các bạn mà 50 cân, 51 cân trở lại mặc S nhá. Có những size gì hay chỉ có S thôi? Có cái này thì em có hai bộ size S này. Ai lấy thì ghi hộ em hoa vàng S này. Đùi hoa vàng S này. Có nhiều hoa khác nhau. Có mỗi cái một ít một ấy, 100.000 một bộ ấy. Đây là bộ sale, chứ bình thường mình mua cái bộ này thì em mua giá nhập cũng phải là nhập là 13 rồi. Nhập là 13 rồi. À, bây giờ em bán lẻ ra cho các chị đã được. Chưa thấy chốt lại. Sao phải chốt lại? Đã biết thấy bảo 50, em 50 cân này. Hiền Bùi có lấy S không em ơi? Lấy S mà mã xả 11 không? Cái này ghi hộ em hoa vàng đùi hoa vàng S nhá. Có hai bộ này, ba bộ này. Bây giờ em sẽ dơ các màu khác này. Ai lấy thì nhanh tay nhá, không là không có nhá. Size L có 3 con thôi. Ok Nhung Nguyễn này, ok Cúc Trần này. Trang bên đấy thì tự ghi nhá. Đây chỉ vâng. Chốt bên này thôi. Ok Cúc Trần nè. Không có XL chị Duy Nguyễn, em đang mặc S rồi, form hơi nhỏ để mà có L đấy, nhưng mà hoa nó khác, đợi em chút xíu L thì các chị chắc là XL mặc được. Rồi ok Hiền Bùi. Tắt á? Hay sao? Không, đã nói thế rồi nữa mình... Em toàn mặc M thôi thì chị vẫn là người size M. Còn nếu mà em thấy lăn tăn thì không phải đặt nữa. Chị vẫn là người size M, em đã phải tư vấn size rất là rõ ràng cho các chị rồi mà. Phạm Xuân Anh, vàng S. Nhàn là người size M, eo 73, ngực 88. Thế mà mặc được váy thì nghĩa là nó form bị to. Mình phải hiểu như thế chứ. Con cứ quy định S, S có những cái chả chui được đâu mà. Mì bản thân Nhàn có những cái mặc S luôn. Có cái mặc M. Có cái thì S không thể chui được. Có cái thì M rộng như là ma làm ấy. Hoa hướng dương S này. Đâu được có 2, 3 bộ hết. Hết chưa? Hết ạ. Bây giờ thì em sẽ dơ hoa khác nhá. Có đùi L không? Không ạ, à, để em dơ bởi vì hoa nó khác nhau. Hoa nó khác nhau, em chỉ sợ các chị không đúng ý, các chị mệt công. Thôi, em dơ size S trước, những bạn bằng size em thì chốt nhá.
Còn thì size M, size L em cũng có. Chị kiên nhẫn một chút xíu, sau mấy bộ S này thì đến ML. Chung quy là bằng size em thì chốt được S, bởi vì nhà quần nó là quần cặp chun. Em giới thiệu lại này, quần cặp chun. Thoải mái, cực kỳ thoải mái. Áo đây thùng thình, rộng. Kiểu áo của Phương nó Nguyễn, bộ đùi hoa gì cũng được. Size L. Rồi. Đấy, ok chị luôn. Đấy, đặt thế thì ngon tốt này. Tốt như thế thì còn dễ. Em ơi chị hoa vàng luôn này. Hoa này nhá. Nào, bộ giống của chị có một bộ size S đây, ghi hộ em là mã 2 ạ. À. S mã 2, kèm số điện thoại cho em 100.000. S mã 2. Các chị comment đúng mã mà. M2, S mã 2. Kèm số điện thoại giúp em. Luôn không hài mã mã. Đó, chứ của bộ của cái chị mà bảo size gì cũng được ấy là em đưa cho bộ như thế này đó. Size L. Hoa gì cũng được. Size hoa gì cũng được. Bộ kênh mà không có XL chị Diễm Nhi. Bộ đùi nhá bạn ơi. Em đang lên bộ đùi nhá. 100.000 một bộ, chị nào lấy thì comment nhanh này. Thu Nguyễn à. Mã 2 size S. Ngà Vũ em 100.000. Mã 3 size S. Mã 3 S nhưng mà thoải mái ạ, nhà mặc rất là thoải mái. Một trăm nghìn về Giang Phạm ơi. Ok, về Giang Phạm mã 2. Mã 2 là cái này. Anh có ghi được không? Anh có nhìn được không? Làm gì có gì đâu mà ghi. Vải chéo Thái nhá Hương Lê ơi. Chào Thu Hiền. Sóng L ha. L có 3 bộ, tất cả có 3 bộ. Quần M về mặc bụng rộng thanh thang. Không có XL nhá. Việt Giang Phạm lấy mã 4 nữa à, ok. Anh bổ vào cho em đi. Bổ Việt Giang Phạm. Mã 3 đây. Đây dưới đây. Hôm nay có zoom không? Chị có đấy. Mã 4 nào cả nhà ơi. Mã 4S. Mã 4S. Sau mẫu này lên bộ công sở nhé. Em like rồi á chị Hà Yên. Bộ công sở đủ size á, size của chị á, là em like rồi. Em không like lại nữa. Còn bây giờ bộ công sở của em ở trên kênh kia thì chỉ có SM thôi. Em chỉ còn cái chủng loại SM nữa thôi. Rồi. Mã 4 ai lấy thì comment hộ em mã 4. Mã 4 em có 2 bộ. S nhưng mà M mặc được ạ. À. Ok Nguyễn Thị Phương Hành anh ghi hộ em ấy. Cứ ghi đi em đọc. Ok Nguyễn Thị Phương Hành này 0983 657 719. Mã 5S ạ. 657 657 719. Mã 5 xe S. Comment hộ em số điện thoại nhá. Mã 5S. Này, mã 4 đây. Bữa này chị có khách, bữa đấy chị có khách hả chị? Ô,
rồi, S là em nên còn mã 4 và mã 5 nhé. Mã 4 còn một bộ, mã 5 có một bộ. Ok, Nguyễn Thị Ánh Phương. Tại vì lúc nãy nhìn xem lại xem nào. Ánh Phương L72 ngược 92 thì mặc size gì nhàn? Chị ơi, mặc được luôn size của em nhá. Mặc được luôn size của em, nhàn đang mặc nhá, mặc size S. Em mới vào mã 4 ở quần ngắn hả chị? Đúng rồi, Lan Viên Huỳnh. Đinh Thu ơi, đặt phải comment số điện thoại thì em mới ấy được nhá. 100 nghìn một bộ đây, các chị nhìn của bộ nhàn đang mặc đây. Bộ đôi. Đấy, nó như thế này. Rộng á, các chị thoải mái đi, vừa nó lại còn có độ co giãn nữa. Nên là S đây này, em đang mặc S đây này. Ok, về dòng phạm mã 5 này. 100 nghìn một bộ anh buộc vào cho bạn ấy. Có bộ mặc nhà lửng nhá, Ngọc Tí nhá. Lê Tí lên lên cho. Em lên size M này các chị này. Em còn mã 4 size S nữa nhá. Thì nào lấy thì báo em nhá. Mã 4 màu đỏ ấy. Em còn một bộ nữa. Mã 6 ạ, size M ạ. Ok Vương Tuyên, mã 5 size S. À, mã 4 size S. Thumbnail ơi, thumbnail vừa đặt thì hết luôn này, của Vương Tuyên rồi. Em hết size S rồi. Để em cho vào em. Hằng Đặng ơi, bạn lấy size M cái này phải không? Yêu, cái ai lấy thì comment hộ em mã 6 nào. Mã 6. Ok, Trần Hằng mã 6. Anh ấy đi, các bạn đặt chính vẫn cứ nhiều ở bên Nhàn Trần. Các bạn sang bên chú ý hộ em là em sắp chuyển sang like của bên Trung Nhàn Thời Trang Công Sở fanpage ấy. Các bạn chú ý tập trung bên đấy giúp em, ấn like và theo dõi trang để mình nhìn thấy các bài của em nhé. Chị lưu video tí chị xem lại. Dạ chị ơi, của like trước rồi. Của like trước rồi mà. Vâng, chị cứ ngó. Mã 6 của Trần Hằng. 0947 902 160. Mã 7 tương đối giống mã 6, nó chỉ ngoài nó chỉ nhỉnh hơn một chút thôi. Chị sẽ để em sẽ đưa cho bon được không? Mã 7 size M đấy ạ. Em đang lên size M nha. Mã 7 size M. Đưa cho bon nhá. Anh ghi cho bon này. Bon 08 322 60682. 100.000 một bộ. Bạn gì vừa hỏi em Thanh Nguyễn ơi. Ok, của bon rồi ạ. Đấy, nó giống nhau mà bạn ấy, em thấy bạn ấy hụt thì em đưa luôn. Mã 8 ạ, mã 8 này có M và L nhá. Chị nào lấy L thì comment L, chị nào lấy M comment M nhá. Mã 8 nào. Mã 7 em hết rồi, còn mã 8 nào. Hoa màu xanh cốm rất là đẹp, mã 8 có M và L. Mã 8 có M và L. Trần Thị Phương Mai ơi, em cái vải này bằng chất lụa Thái nhá. Chéo Thái xin lỗi. Đặng Hằng. Các chị vẫn đợi, tập trung bên nhà Trần, anh ghi hộ em bên Đặng Hằng. Mã 8M. Mã chị mặc hết rồi, bán rồi mất rồi. Nhung Nguyễn nữa, mã 8M ok. Anh ghi Đặng Hằng xong chưa? Đọc số 0988 408 555. Em có hai bộ thôi. Nào bên fanpage anh ghi hộ cho bạn Nhung Nguyễn. Mã 8L. Ok Su Hào L. Em hết luôn L. Ai đấy? Su Hào.
S6 42 à 52 cân mặc được size em mặc á, size S luôn á. Chưa hỏng. Hết rồi đây cả nhà ơi, còn mỗi một bộ trên tay nhà đang chuẩn bị dơ này, cái này là size L nhá. Cái này chốt hộ em là bi. Bi ạ, bi L kèm số điện thoại. Bi size L kèm số điện thoại cho em. Bi size L nhá, bi L kèm số điện thoại cho em. Em hết rồi, bộ này bộ cuối cùng. Trần Hằng, ok. Của Trần Hằng 0947 902 160. Ok, bi của Trần Hằng rồi ạ. Bi của Trần Hằng rồi cả nhà. Bộ đùi em xả này, bộ đùi này hôm trước em xả vào buổi trưa. Hôm trước em vừa xả vào buổi trưa, bây giờ chỉ còn sót một bộ. Nhân viên nhà em dọn nhà hôm nay được sót một bộ này. Thì là em xả cái bộ này 85.000. 85k bộ của Quy Tê. Chị nào lấy thì comment hộ em là bộ kẻ L nhá, bộ kẻ L nhá, kèm số điện thoại 85.000. Bộ kẻ L kèm số điện thoại cho em. Chắc không phải mặc đâu bởi vì rất là đẹp. Em mặc vào mỗi hôm em mặc là các bạn cứ tranh nhau rồi. Sót đúng một bộ, nó cũng dạng dạng giống như bộ em đang mặc á các chị. Thấy chị Chi, Chi rồi á. Đặng Hàng này, mã xả này, xả gì đâu. Bộ kẻ L mà. À, ai lấy cái bộ kẻ L comment đúng cho em. Ok Trần Hằng luôn. Trần Hằng anh buộc vào cho bạn ấy, nếu mà dùng trùng số điện thoại này, anh lấy đi cái bộ bi đâu đúng không? Số điện thoại là có trùng không đây? 2160. Ok em hết rồi các chị ơi. À bây giờ em lại lên quần sớ nhá. Hay là bộ của các chị muốn săn bộ không thì em lên bộ khác cho. Bộ bây giờ em còn một ít này em xả lốt cho các chị này, nhiều cái này em xả lung tung. Đây cái bộ lanh này xả 80k này, cho nó xong đi này. Chị nào mua thì nhanh tay đi. Bộ này là dáng tương đối trẻ, form hơi to một chút xíu so với size L. Đây áo như thế này nhá. Đấy, comment hộ em này, cái quần này, quần này. Cái cạp nào cũng rất là cầu kỳ, hàng kỹ mà các chị, không phải là hàng chợ nhá, hàng kỹ. Comment hộ em là đấy, đây này. Nó là hàng kỹ, không phải hàng chợ đâu nhá. Lanh 80k nhá, dành cho các chị size L. Lanh 80k kèm số điện thoại cho em. Lanh 80k kèm số điện thoại cho em. Đây này em xả đấy, cái bộ này này em mua 101 rồi. Bây giờ em xả đây các chị nhanh tay đi. Lanh 80k lên zoom đi. Ok. Ở lên zoom. Nào ai lấy lanh thì lấy lanh đi. Em lên zoom ngay bây giờ đây. Có 3 bộ thôi, chị nào lấy thì nhanh tay em xả. Lanh của Thu Nguyễn nha. Sai là đúng không? Đúng rồi. Giá bao nhiêu? 80.000. Chưa có thì mình mua. Em là em kết cái zoom này lắm. Bây giờ em chỉ còn màu đỏ thôi nhá. Nghĩa rằng là ai gõ địa ở cửa. Lanh 80k của ai? Anh cười, chốt được cho ai rồi? Chốt rồi, Thu Nguyễn. Có mấy bộ mà, 3 bộ mà. Thế ai biết được? Nó một bộ. Thu Nguyễn một bộ này. Nguyễn Minh Ngọc một bộ này,
Xuân Anh một bộ này. Hết rồi, có 3 bộ tất cả. Thì 3 bộ đấy. Thì kia, Thu Nguyễn rồi này. Bộ chị mặc bao nhiêu thế? Bộ chị mặc hết rồi. Rồi, ai nấy thì ghi hộ em zoom đỏ ạ, zoom đỏ ạ. Cái này là em chốt cho khách sỉ đấy. Xong là đến lúc là đâu không chuyển khoản để em xả ra. Chứ còn cái này thì em có về là lại đâu mà hàng nó cũng hết rồi. Không có để về nữa. Sao? Zoom đỏ có, bây giờ là đang có size M này. Ơi, XL này. Vừa đủ một gì? Vừa đủ một gì, vừa đủ một gì. Và một cái XL màu ghi nữa, màu ghi. Em cứ gọi là đen nhưng mà thực ra nó là màu ghi đó. Ai nấy thì comment hộ em là zoom nha. Thế cái này zoom qua nha. Đây. Em sẽ xả giảm cho mọi người 10k luôn, còn 201. Cái này của ai? Bộ đấy của bạn này, Nhung Nguyễn. Có cả nhà có một gì thôi. Mỹ một con nho màu đen, gọi là zoom đen size XL. Ơi, mẹ đang làm việc con ơi. Không có S chị ơi, zoom làm zoom ít, chả thấy có S bao giờ. Em chưa thấy có S bao giờ. Này, đây. Nào, zoom nào. Có quần Âu nhá, chị nhá. Việt Giang Phạm đỏ M này. Ai nữa, chị khuyên Phạm đỏ M. Ok, hai cái. Em nhiều cái em mặc, em để phần em mặc cho Việt Giang Phạm. Tơ tơ nào, mẹ đang làm. Khuyên Phạm một cái này. Mấy ai nữa? Có XL. Có XL, có ML, XL. Thu Hào XL này. Anh chốt L, XL thôi, còn để em đồng ý cho bạn kia bên này một cái size M nữa là hết. Thu Hào này. XL có một chiếc rồi. XL đen một chiếc nữa là hết. Đặng Ngọc Hải chốt đỏ L, không có số điện thoại không chốt được nha. Nó chạy đi đâu rồi à? Bật mất cái móng tay. Chắc là chị Hiển giả. Em ấy, em đặt lễ. Chắc thế. Anh ghi được cho những ai? Zoom đỏ L này. Cho Ngọc Kính này. Có một bộ màu đen size XL đấy, chị nào lấy đi. Kính. Bộ Lanh hả? Bộ Lanh em còn, nhưng mà Lanh dành cho các mẹ, các chị lớn lớn tuổi. Nguyễn Ánh Phương ơi em hết nhá, Nguyễn Thị Ánh Phương. Trùng tên nhiều nhân lắm nha, Đặng Ngọc Hải nha, nên không dồn đơn được. Chị Lê Thị Hằng lấy dung đen XL, comment số điện thoại giúp em. Có phải lấy XL không? Size L đỏ của một chiếc của Ngọc Kính rồi. Đặng Ngọc Hải hết rồi nha. Em tưởng em nhận lời ai, hóa ra Việt Giang Phạm à? Cái gì? Ok. À, của không phải của Nguyễn Thị Ánh Phương. Của Nguyễn Thị Ánh Phương. Ok, Nguyễn Thị Ánh Phương dung đỏ M.
Các chị thích Zoom này thì các chị cứ đặt cho Messenger, nếu còn thì nhà em sẽ lấy về cho. Em cũng ấy đâu, hàng này em lọ em hết rồi mà. Các chị nhá. Xuống xưởng cũng không kịp á, họ bảo sau họ sẽ làm tiếp giả một lô nữa nhưng mà em không định có không ạ. Nguyễn Thị Ánh Phương ok này không? 983. Các chị muốn đặt Zoom thì các chị cứ đặt trong Messenger. Nếu có nhà em sẽ mang về cho các chị nha. Nhưng mà nó là giá 220 chứ không phải giá này. 220 ạ. 219k. Ai nấy màu đen. Không phải là 201 đâu ạ. 219k 220 đó. Lanh tiếp hả? Zoom không có ép Ngọc Hân ơi. À, ai lấy đen nào? Mặc lụa Thái hay hơn nhiều là mặc lanh nhá các chị nha. Cái Zoom này của em bằng vải lụa Hàn Châu á. Rất là có chị comment trong Messenger, em thấy nhân viên nói chuyện thì em cũng không đọc. Có chị nhắn nói trong Messenger là trời ơi, bao lâu cái Zoom đẹp như thế này. Chị mua mặc Zoom mãi rồi mà cái chất Zoom này thích quá. Năm nay nó mới có cái vải này mà cả nhà. Lanh nữa đi ha. Rồi về Giang Phạm đấy này nhá. Anh ghi cho về Giang Phạm anh có được, anh không cần phải số điện thoại. Su Hào được một cái đỏ con dê. Su Hào được đỏ rồi đấy. Lúc nãy có nhìn thấy đen đâu, chỉ thấy chốt đỏ XL thôi chứ có nhìn thấy đen đâu mà chốt. Thành ra là phải chốt cho Việt Giang Phạm đây này. Thôi chuyện thể lên bộ thì lại lên luôn nha. Lên luôn bộ nha. Em còn ít bộ này em xả cho cả nhà này. Ai lấy được thì lấy đi này. Chín chín k này còn toàn mờ đấy. Cái này ai có rồi. Vải chiếu Thái lanh ra. Lanh là tình hình lanh là em đang. Ngày hôm nay em đi vắng là nhân viên nhà em dọn cho em cái phòng. Nó ngon ngon mềm mềm một tí. Bây giờ em đang không biết lanh nó nằm phương trời nào. Đúng có rồi một cái. Nghìn một bộ các chị ơi, rẻ bằng bộ đùi luôn. Đây là em sale, em chủ động em sale đó. Em chủ động em sale đó, 100.000 bộ nào ghi hộ em nào. Bộ gì đây? Gọi hộ em là mã 9. Mã 9 mở kèm số điện thoại cho em xem có L không. Cũng 100 nha. 100.000 thôi. Mã 9 bộ này là chéo Thái các chị nhá. Có giá 4 triệu và không biết nhiều là gì cả. Trung đang bảo sao lại bán vậy này. Đang bán 135 này. Giờ xuống 100. Này. Zoom đó mặc. Zoom đỏ mặc em hết rồi Ngọc Anh Phạm. Nếu mà bạn thích bạn có thể gửi hỏi trong Messenger để nhân viên nhà em check ra. Nếu mà em còn thì em lấy cho. Còn thì lấy cho, còn không thì qua, bởi vì hôm trước em bị hết rồi. Mã 9 M, mã 9 L. 100.000 một bộ. Kèm số điện thoại giúp em nha. Quần số. Mã 9 size M, size L, ai lấy thì comment nhanh. Size M, size L, vải chéo Thái. Có L Đặng Nga ơi, zoom đỏ nhằn mặc là rồi. Ok Phan Thanh Tỉnh, anh ghi hộ em ấy. Mã 9 có M L. Đặng Hàng ok, mã 9M. Thanh Hoan ok, mã 9L ok, Khuyên Phạm. em ghi nhá. Xem có kịp không, anh quan trọng này, có đủ không. Chốt bên đấy đi, anh chốt bên này. Thanh Hoan này, mã 9L này. Ok, Ngô Diệu.
khuyên phạm M này. Có phải không? Khuyên phạm sai gì? Khuyên phạm sai M đấy. 100.000 các chị ơi. Đặng hàng nữa. Đặng hàng sai M này. Chốt chuẩn chỉ cho em nhá. Đừng có chốt cái nọ bỏ cái kia nhá. Mất công nghe em lắm. Nghiêm túc một chút cho em. Chốt cái này xả cái kia em ngán lắm đấy. Khuyên phạm này. M này. Hương Thanh L này. Lê Thị Hằng sai L. Ôi giời, đầu mùa mà nóng nhỉ. Năm nay nóng quá, cả nhà có thấy không? Em thấy là hôm nay nóng dã man. Ok, Lê Thị Hằng này. Hương Thanh này. Ngọc Kính L này. Em phải ghi sai vào nhé. Nhưng mà em không biết được nhỉ. Rồi rồi, em nhặt cái đã. Nhẹ hết. Ngọc Kính này, Nguyễn Hằng mời. Thôi nhé, không nhận lời mời nữa nhé. Nga Đặng L, Nga Đặng có rồi sao nhỉ? Xem đấy có Nga Đặng chưa? Khuyên Ngọc Phạm Mà. M có rồi. Hương, Khuyên Phạm. Nguyễn Minh Ngọc. Chưa thấy Nga Đặng. Nga Đặng Nga này. Đặng Nga này, L này. Thôi dừng. Hết ạ. L không còn à? Không còn ạ. Còn một bộ y chang như em mặc như là hoa màu cam. Để em xem size nào nhá. Size L. Hoa cam nào ai lấy hoa cam L comment hội em hoa cam L kèm số điện thoại nhá. Y chang như em mặc chỉ khác hoa thôi ạ. Còn một sót một bộ cuối cùng. Cam L comment số điện thoại cho em. Hoa cam L nào. Chị Đào sẵn Ngọc sàng. Ngọc Kính có chưa nhỉ? Ngọc Kính có rồi. Ngọc Kính lại chốt thêm hoa cam nào. Ngọc Kính này. L cam này. Cho em lấy hết nữa rồi. Ai sẵn sàng lấy bộ này cho em nào? Có ai lấy hộ không? Không lấy thì em phải để em mặc rồi. Nó bị lỗi ạ. Nó lỗi như thế này này. Em tính một lửa, coi như một lửa tiền nhá. Em tính 50.000 nhá. Chị nào lấy thì lấy nhá. 50.000 một bộ nhé, size của nó là size L. Ai lấy thì comment hộ em bộ 50k. Size M. Bộ 50k. Comment số điện thoại cho em, coi như là bán mỗi cái áo. Áo có 50.000 thôi đó. Chứ bình thường áo cũng là 6-70.000 đúng không? Bán rất là hâm, lỗi một tí là bán bù vứt cả. Nguyễn Minh Ngọc có rồi. Ai lấy thì ghi hộ em bộ 50k nhá. Mình mặc nhà thì dùng nhàng tí cũng được. Ai dùng thì ai mà đơn giản hóa thì mình lấy cho em. Không thì em để em mặc. Em mặc ngồi nhà em chốt đơn. Thanh Hoàn M 50k. Ok. Chờ em một xíu nhá, thôi rồi, vẫn còn một cái zoom nữa. Cái gì?
Em vẫn còn sót một cái dung đỏ trên móc này. Size M này, chị nào lấy dung đỏ M này. Rất là nhiều bạn vừa mới hỏi em đúng không? Rất nhiều bạn đang hỏi em dung. Còn sót một con dung đỏ M này, ai lấy ghi hộ em dung đỏ M nhá. Mình mua hôm nay là mình sẽ được giá 210k. Còn nếu mà đặt trong Messenger thì nó là 220k. Bằng vải lụa Hàn Châu nhá. Ai lấy ghi hộ em dung đỏ M nhá. Còn sót một bộ trên móc. Trần Tuất không được. Ok Huyền Trần này. Cho em thôi. Đi dùng đỏ đây. Mã 57 cho em nhá. Em thả cái bộ này là một còn 120.000 vải lụa Thái nhá. Có đủ size MLX đấy ạ. 120k. Vải lụa Thái co giãn rất là tốt và cực kỳ mát. Vải lụa Thái cực kỳ ưu điểm. Cái bộ này rất là đẹp. Có đủ size MLX. Chị nào lấy thì comment hộ em là mã 57MLXL. Mã 57MLXL. Comment số điện thoại giúp em. 120.000 nhá. Đã em bán 135 đấy. Bây giờ em sale còn 120. Cái này đủ size đó. Cái này còn đủ size đó. Bộ hoa nhí chị mặc lễ nhé. Dồn với gin lê hồng. Hôm qua em đặt mà ơi hết mất rồi em ơi. Cái này của người ta rồi mà. Của chị Khuyên Phạm nói chị nhận lời người ta rồi xong chị mới đi thay đồ mà. Sài Gòn nóng lắm chị Nhàn ơi, nóng đây thì mới nóng thì mới phải sâu toàn những cái chủng loại xếp bộ mặc nhà nào, cái thật ngon lành thật mát. Đây, 57 à? Mã 57 kèm Su Hào này, 57L này. Giá bao nhiêu? 120k nhá, em bán 135k đấy, bây giờ còn ít lại là em sell mà Khổng các chị không, này, XL không này. Lại xong là em không có hàng giá này cho các chị nữa đâu, em hết đấy. Em ôm được cái giá mềm hơn thì em sell được cho các chị, chứ bây giờ giá nó đang cao ngất ngửa. Khổng Hằng này, XL này, Khuyên Phạm sai gì sai mở. Chị Phương Phạm comment sai, chị Phương Phạm là mờ rồi. Phương người ta Phạm thì này. Đầu mùa thì người ta lên giá, mình đầu mùa đi Nguyễn giảm Mai giá. XL này. Có ai bán nhàn giống kiểu nhàn không? Ok, chị Khuyên Phạm size M, ok, chờ Khổng Hàng size XL. Đấy, thế em có chốt được bên kia không? Rồi, bây giờ em chốt, em đi gì mà anh cứ mắng mỏ em mãi. Hoa Hùng. Rồi, em xem nào, mã 57 nào. Mã 57 nào, em chốt cho các chị bên nhà. 120.000, vải lụa Thái, ưu điểm cực kỳ. Ok, chị Hoa Thanh. Nó là màu cam đấy các cả nhà nhá. Ngọc Kính XL. Màu cam đấy, đẹp lắm. Màu này đẹp lắm. Các chị nhìn mà xem, màu rất là trẻ. 100.000 em đang ghi. Ok chị Hoa Thanh này, ok chị Võ Dung này. Chị Võ Dung ơi, đến lấy sớm cho em là em ngán lắm cái túi khách gần kia kìa. Ngọc Kính này. Mạc mờ này. Đúng cách gần nhà em này, nhân viên nhà em hôm nay xả bung hết ra rồi, xả hết ra rồi chẳng ấy nữa. Các chị chốt xong các chị cứ người thì đến lấy ngay, nhưng mà có rất là nhiều người chốt xong cứ bỏ lửng vào trêu đê trêu đùa em nhàn ha.
2, 2, 5, 3, 4, 5. Mạc, mạc này. Có thì không kịp nhìn, nhìn thấy rồi, bên Giang Phạm. Thôi để phần người khác đi. Đặng Hằng này. Nào, chốt đi lại hết. Sau này phi ghi phí công. Ra hai bên thì phải hai người. Phải hai người làm, mẹ hai người ghi. Ấy. Luyến Ly. Thế mời mọi người sang bên này không? Ngoan Nguyễn ơi, Ngoan Nguyễn ơi, em chưa thấy comment số điện thoại. Chưa thấy nhá. Là bộ đang mặc đúng rồi em, Hoàng Lợi ơi, là bộ đang mặc. Các chị ơi, các chị 87 bạn đang xem bên livestream của nhà Trần. Các chị làm ơn tì gõ fanpage á, tìm ra Trung Nhàn Thời Trang Công Sở giúp em ấy để sang bên đó hộ em, hoặc không thì vào trang Nhàn Trần của em kéo xuống hai like, qua hai like là sẽ nhìn thấy một cái like có ghi in đậm chữ Trung Nhàn Thời Trang Công Sở trên caption. Các chị dí vào cái chữ in đậm nó, các chị sang bên Trung Nhàn Thời Trang Công Sở xem like giúp em, em giúp rồi em viết một bên thế này thì cứ bị sót 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 nào để em ghi. Đây, em chốt. Bên này có mấy chục người này mà còn ghi quả kịp, mà còn bên ấy đông như thế. Còn nữa nhé, Ngọc Kính thêm là. Ok, Luyến Ly này, ok, Hải Phi size M này. Hải Phi tên mới lắm, bạn chủ động ebook cho em ấy nhá. Sao đây, sao lại XL lại lẫn vào đây thế này. Em đặt hàng 3 hôm rồi, sao không thấy điện thoại chốt đơn. Mấy hôm vừa rồi toàn hàng ấy, toàn hàng tương tác, là tương tác thì toàn yêu cầu mọi người tự chủ động ebook địa chỉ, ebook nội dung của mình có cái gì đấy. Nếu mà không ebook này nhà em xả đơn đấy. Còn nếu mà hàng của mình không phải là hàng đấy thì thiếu sót thì em xin lỗi. Nhân viên nhà em thiếu sót thì cho em xin lỗi. Đấy, bây giờ thì ngồi chơi. Bên kia thì không chốt được. Sao anh không mở hai máy hộ em? Chả thích. Anh phá ngang em hả? Mình chả thích thì mình chả làm thôi. Được. Câu này nghe hay. Hương Thanh là Trung nhà em đang ngồi chơi nhưng mà không thèm check bên nhà Trần đấy. Các chị nghe đấy, ngang không thể tả. Chồng chứ con thì ăn. Ủa, chị chủ động ebook chứ, không phải nhân viên chốt đơn hả chị? Kim Toàn, nếu mà em không chốt vào mã tương tác thì chị xin lỗi. Còn nếu chúng thì vào mã tương tác á, là chị phải đăng ở trên caption, đăng hết trang nọ đến trang kia là chủ động ebook hộ. Đặng Hàng size M, Ngọc Kính size L. Em sắp sửa hết XL, chị nào vô được con nào thì may nha, còn con nữa thôi. À hết XL rồi, xin lỗi, hết XL. Đẻo quá. M 53 cân trở lại tùy chiều cao nhá. 45 đến 50 cân nhá, 53 cân nhá. Đây là L nào, L nào. X hết rồi nè. Ôi giời ơi, tay chồng đẻo. Mình mở hai nai để hồn nhiên là em chỉ chốt bên này. Không phải. Mình chỉ chốt được một bên, chốt làm sao được một lúc hai bên. Được quá, được quá, được quá. Đấy, đấy đi một tự một chút chốt về này thôi. Mình thích thì mình làm thôi. Xả 11. Lúc nãy còn không, xả 11. Quên luôn. Quên luôn, không xả 11 là cái gì rồi. Chán đời. Đấu giá anh Trung đi. Đấu giá được á. Ngoan Nguyễn có rồi. Chị ơi em sao không có hàng nhỉ? Minh Ánh, cái gì đó, Minh Ánh. Có quần bò lỡ.
hòa tiền nào, ghi đi, em đọc cho, để mà ghi. Nhưng Nguyễn mở, Nhưng Nguyễn có rồi sao mà. Hòa tiền đợt này có 2x không em nhàn? Dạ không có, à, hòa có 2x tiền rồi. Nha, hòa tiền. Hòa tiền. Có 2x, tí em lên cho 2x. Đọc. Sai gì? M, 57M. 0975 426 442 49 kg, ok. Đang sale 120.000 chị Đặng Dung. Đặng Dung ơi, Nhung Nguyễn thì như có rồi hình sao? Hình như còn màu đỏ xả 11. Chả biết Nhung Nguyễn nào nữa ấy. À, à, cái này à? Hầm lắm cơ. Ghi rồi mà quê. Có phải cái này không ạ? Em chả biết luôn. Còn M, còn M, còn S và L đây, vẫn còn S và L đây. 165k đấy. Không có bộ ống bé hả em? Có đấy à Vũ, chuẩn bị em lên bộ ống bé. Nào, Hồng Liên XL thì hết rồi nè, em xem nào đấy, các chế bên Nhàn Trần xin lỗi bị chậm rồi. Mai Hoàng M, ghi hộ em. Không 944, ok Mai Hoàng nha. 0944 254 369. Ngoan Nguyễn L, Ngoan Nguyễn anh chốt chưa? Rồi em nên nốt cái này, em nên bộ ống nhỏ cho các chị. Em cứ chốt bên nhà Trần thì em đọc cho anh. Rồi Ngoan Nguyễn. Còn bên này anh đọc rồi. Ngoan Nguyễn. Ngoan Nguyễn chốt rồi. Ngoan Nguyễn bên này đây này. Ngoan Nguyễn nhảy lung tung. Ngoan Nguyễn bên này chốt rồi. Hồng Liên ơi em hết XL. Phan Hằng ơi xin lỗi hết XL. Bộ trên canh bao nhiêu vậy chị Nguyễn Thanh ơi? Mờ được 210.000. 57 là bộ đang mặc Hoàng Lợi nhá. Đặng Hằng 57M. Ok Đặng Hằng. Nào. Đúng rồi, váy chị đang mặc 100 à, đang ấy, còn màu đỏ thôi. 09 88 408 555. Xem là còn sót ai nữa không? Võ Dung em ghi rồi, Hoa Thanh em ghi rồi. Ok, cảm ơn cả nhà. Ok, Lê Thị Hằng. Anh không ghi cho người ta biết là người ta không ghi à? Em lên bộ 2x đấy, nhưng mà đấy. Nhưng mà 2x này đấy, 2x là bộ ống nhỏ đấy, không phải bộ ống sớ đâu. Em đang mặc là bộ ống sớ đấy cả nhà nhá. Bộ em đang mặc là ống sớ, ống sớ. Ok Lê Tự Hằng. Rồi còn mấy bộ nữa đấy, chị nào lấy được thì lấy. Size ML nữa thôi. Em lên bộ 2X nha. XL và M và 2X. XL em sót bộ 2 bộ. Bộ này em chưa hề giới thiệu. Không nhăn nhá Mai Hoàng nhá. Vải lụa Thái nhá. Mát không nhăn co giãn. Cái vải này nó hơn hẳn. Nó là một cái chủng loại vải cực kỳ ưu việt của vải hiện tại bây giờ. Mà nếu như là may bộ mặc nhà nữa thì cực mạc, kỳ mạc chuẩn. Em được M57 chưa? Anh có chốt cho mặc mạc chưa? Mạc xem nào. Có rồi, mặc mạc có rồi. Không có e à. Mã 25 ạ. Mã 25 chỉ có M thôi. Nhung Nguyễn anh chung chốt M cho em chưa? Có màu khác không em? Dạ không có màu khác. Đây là bộ sớ. Bộ sớ thì chỉ còn mỗi cái bộ em đang mặc nữa thôi là hết.
Bây giờ em lên cái bộ này em chỉ có size M thôi, rồi em sẽ mặc các màu, em sẽ lên các màu khác có size khác cho các chị, còn một tí tí lại nữa thôi nhá, chị nào lấy được thì lấy. Tí tí lại. Còn mỗi sót lại thôi. Cái phận vệ bộ kinh chồng nó chả còn. Bộ ống nhỏ cả nhà ơi, cột lỡ. Các chị nhìn được không nào? Nhung Nguyễn M57. Ok Nhung Nguyễn, chả biết Nhung Nguyễn chốt được chưa? À, mã 57, chả có sai. Nhung Nguyễn ơi, chắc là M. Mã 57 đúng không? Kèm M size cho em nhá. Bộ 25 ạ, mã 25 ạ. Mã 25 có mỗi M thôi ạ. Hàng 120.000 nhá, vải lụa Thái, vải lụa Thái. Có dán 4 chiều và cực kỳ mát luôn. Cái vải này thì mặc thích lắm. 1m50 là 1 cân. Cực kỳ ưu việt, tất cả trong mọi trường hợp nói mà người ta nói bảo ấy, mặc như không mặc. Mặc như không mặc, như cởi chuồng. Mát mà lại không như, không khó chịu gì cả, nó cực kỳ dễ chịu. Nó êm và em nó bám theo người, êm vào người, dễ chịu cực kỳ. Mã là mã 25, mã 25 chỉ có mở thôi. Người ta bật treo lên. Hoa Hướng Dương ơi, bạn okay. Nếu mà bụng hơi to thì bạn, nếu mà bộ bằng nhà này vẫn cứ mặc mờ thôi. Còn nếu mà mặc váy thì bụng hơi to thì nhảy lên sai, còn vẫn ấy, vẫn cứ là mặc mờ. Sao không nhìn thấy áo dài đến đâu à? Đây. Áo đến đây đây. Ok Nhung Nguyễn size mờ. Có size cho người 60 cân không? 60 cân thì đây. Em bộ em mặc chỉ có M thôi nhá. Bây giờ thì em sẽ lên các size khác cho các chị này. Lên mỗi bộ nhà hôm nay nữa chắc là hết. Không có bộ nhà nữa. Còn về sau nếu mà về thì em về kiểu loại nào mà em thấy nó đẹp, bởi vì giá thành nó cao lắm. Em thấy kiểu cách của nó hay, nó lạ thì em về. Còn nếu mà như kiểu thông thường này thì chắc em không về, mà em phục vụ các chị cũng đủ rồi. Xem còn sót bộ nào nữa không nào. XL đây, XL đây. Mã 66 XL. Y chang em mặc chỉ khác màu đây, khác màu đây. Mã 66 XL. Rồi, M này 57M này. Ngoan Nguyễn này 25M này. Mã 66 XL cả nhà còn 3 bộ này. À 99 nhá. 25M bao tiền? 25M 120 đang đến lên vải lụa Thái đều 120 hết. Sale rồi ấy. Ok Nhung Nguyễn này. 57M này. Việt Sang Phạm 25M. Ngoan Nguyễn này. 25M này, ok Ngoan Nguyễn này. Kg cao mét 54 mặc được không? Chị Đinh Thọ ơi, chị mặc size L, để tí nữa em còn sót bộ là size L em giới thiệu cho. Chị là người mặc size L nha. Chị ơi có bộ S không? Không có bộ S em ạ. Hiền Lê. Thu Nguyễn. Mã 66 XL để cho lốt đi kìa. Chào Lê Hoài An, nên XL đi. Hồng Niên ơi, em vừa dơ đó, y chang như em mặc chỉ khác màu thôi. Size 60 cân đấy Trần Hằng nhá, là bộ XL đấy, bộ mã 66 đấy, mã 66 XL đó. Mã 66 XL. Còn mã em đang mặc là mã 25. 25M. S mặc được M nhá, Hiên Lê nhá. S mặc được L nhá. Y chang em mặc chả khác cái gì cả, chỉ khác mỗi màu ấy, màu đỏ đô. Size XL. Wow. Trần Hằng này 66 XL này. Trần Hằng đâu? Phan Thanh Thịnh ơi, màu xanh cobalt thì nó lại nào hoa khác, chờ xíu nữa.
0377. Từ từ, tự ghi gì? Đây là ghi đồng kính. Ok Trần Hằng này. Hết. Hết XL. Đây Ngọc Kính XL đây. Rồi, đến Ngọc Kính mình Trần Hằng đã hết. Nguyễn Mai chậm mất rồi. Em hết rồi, cả nhà ơi. Nói chung là bây giờ em chỉ còn bộ M đến L thì chỉ còn sót. May ra sót một bộ, hai bộ. X thì đấy, cả nhà có thế này. 2X thì có chấm bi nhá. Trên 60 cân nhá, mà 2X nhá. Thu Nguyên có rồi. 120.000 nhá chị Hòa Đinh ơi. Hòa Đinh thấy nhân viên nhà em kêu là không gọi điện được á. Sinh than không còn XL ạ. Em hết bộ set đùi rồi, nên Hoài An. Đây, bộ gì đây? Bộ 66 size L nào? Còn sót một bộ nào? 66 L nào? Cái bộ xanh thì không phải chốt à? Bộ xanh em đang mặc là mã 25 cơ chị ơi. Chốt đi, đẹp dã man. Đẹp như thế mà làm sao lại? Bộ em đang mặc đẹp thế này mà. Không ai thích ha. Chị đứng lên đi, còn màu khác nữa bây không? Bây giờ bán 100 là nhiều người thích này đấy. Size L. Em bán 135.000 ấy. Các chị mua thì bên ngoài thì 100% đó. Bây giờ em sale còn 120. Các chị mua ngoài phải 170, 180. Size L còn sót đúng một bộ. Má 66L, comment số điện thoại cho em. Các chị thích em bán 100 không? Để em bán luôn 100. Ngang. Bộ đùi em bán hết rồi. Bộ đùi bán hết rồi. Nó căng à. Dung Đặng, Đặng Dung, 66L. Đi đâu hết bộ xanh cô ban gì? À đây, xanh cô ban ở dưới chân đây. Hoa cúc. Ghi hộ em hoa cúc M nhá. Size M hoa cúc. Size M hoa cúc. Chị nhận được quần rồi, Q15 mặc đẹp lắm. Cảm ơn chị Hòa Đinh. Hoa cúc chỉ có size M thôi ạ. Y chang em mặc quần ống búp. Lỡ. Ok Việt Giang Phạm. Ôi chết rồi. Thế nào lại có bộ sớ thế này. Ai thích sớ thì comment sớ cho em nhá. Hoa cúc sớ nhá. Nó có bộ ống búp đó. Đây thế nào mà nó lại nọt bộ sớ. Chị Việt Giang Phạm size gì đấy? Việt Giang Phạm chắc là mờ, bạn ấy chốt cả size nọ size kia mà. Thêm M25 này. Thêm M25 này. M25 chỉ có M thôi em. Không có S ạ. Hôm nay 3 sản phẩm có miễn ship không? Chị ơi hôm nay á. Không ạ. Toàn đang xả đi. Đâu xem nào, hoa cúc có bộ nào, bộ này xem. Mạc Mạc cho em một bộ 66M nữa. Có không? 66 có M không? 66 làm gì có M. Không, bộ như chị đang mặc thôi. Ôi trời, ở đây, hoa cúc đây, hoa cúc ống búp đây. Có một bộ đây, chị nào lấy đi. Hoa cúc ống búp mà. Hoa cúc sớ ai lấy thì ghi hộ em hoa cúc sớ ha. Hoa cúc thì không ghi hoa cúc sớ thì là sẽ được bộ hoa cúc bình thường này, ống búp nhá. Việt Giang Phạm hoa cúc sớ đây. Size M luôn nhá cả nhà nhá. Bi còn một bộ cuối cùng là size M nào. Sao có mấy bộ đây? 42kg mặc được nhá Ngọc Ánh. Hoa cúc thường thì là Hoàng Uyên. Hoa cúc thường thì là của Hoàng Uyên này. Hoa cúc sớ thì của Việt Dương Phạm này. Hoa cúc nghĩa là ống búp á, thì là của Hoàng Uyên nhá.
gặp vợ chồng đã không nhớ để đâu rồi. Nhung Nguyễn, mã 25M. Ok Nhung Nguyễn. Đã biết chốt chưa, không biết. Tầm này về nhà các chị mà bán shop, bán cửa hàng thì bây giờ mới bắt đầu bán những cái đồ này này. Bây giờ mới bắt đầu bán này. Nhưng mà Nhàn thì Nhàn đã bán từ lâu rồi. Bộ bi nào, ai lấy bộ bi? Trần Tuất có nhìn thấy nhá. Nhưng mà Trần Tuất chốt không có số điện thoại thì làm sao mà chốt được. Nhung Nguyễn bộ 25 size M. Bộ em đang mặc là bộ má bộ 25 size M, chỉ có M thôi. Em lên 2X cho các chị to lựa chọn nhá. Có mỗi bi thôi các chị ạ, bi màu cam thôi. Các chị trên 60 cân chốt bi màu cam thì em dơ màu cam. Nhưng các chị màu cam nó cũng trầm màu, cũng đẹp lắm. Màu đấy cũng đẹp. Bi nhá, bi size M nhá. Xót đúng một bộ, bi size M. À ờ đúng rồi, hai Nhung Nguyễn đây này. Đấy. Xót đúng một bộ, chị nào lấy comment hộ em bi M. Bi M kèm số điện thoại. Thế mà không có số điện thoại nó sẽ bị lẫn lộn sang nhau đấy. Cho nên là tại sao em cứ đòi số điện thoại. Bi size M có một bộ nào. Nào đâu xem bộ 2X nhà em nó nằm ở đâu rồi. Đây rồi, 2X đây. Hoàng Nguyên bi M. Ok Hoàng Nguyên. Bi M bao tiền đấy? 120. Bi cam kèm số điện thoại cho em. Đây màu của nó đây. Màu này là màu chuẩn, tương đối chuẩn màu. Tương đối chuẩn màu rồi đấy. Bi còn, cam nhá. Còn màu bi nữa không? Chỉ có 2X hả? Còn màu bi nữa không? Không, có đúng một bộ thôi. Bi cam 2X nào, chị nào lấy thì comment hộ em bi cam 2X. Nhí đỏ đô. Còn sót nè. Một bộ size XL. Nhí đỏ đô còn sót một bộ size XL. Một bộ size M. Nhí đỏ đô này là còn ống búp như giống như quần Nhàn mặc nhá. Nhí đỏ đô M, nhí đỏ đô XL comment số điện thoại giúp em. Bi cam 2X comment số điện thoại giúp em. Ai mặc 2X thì chốt màu, không phải lo cái màu này đâu, màu đẹp. Tài thật chứ bi vàng thế nào nhỉ? Em mới vào live bộ bà bao nhiêu chị? Mùi Loan đây 120.000 em đang xả nha. Chị Nguyễn Hoàn này bi size XL màu đỏ. Ok chị Nguyễn Hoàn. Đây các chị nhìn bộ nhà đang mặc đây. Có túi rất là sọc. Ok Loan Phương, bộ chị mặc size M, bộ chị mặc là mã 25 nhá, mã 25 nhá. Vải lụa Thái các chị nhá, vải của nó cực kỳ sướng, mặc bộ mặc nhà là cái vải này là ưu việt nhất. Thích hơn cả lanh rất là nhiều. Nó mát như lanh ấy. Ok chị Nguyễn Hoàn XL. Bi cam 2X à? Bi cam 2X. Bi cam 2X của Thị Nguyễn. Phạm Xuân Anh bị chậm mất rồi. Lan Phương. Nhí đỏ đô à? Ừ, M. Còn M thôi, X thì chốt cho chị rồi.
Bi vàng không có L nhá. Nhưng Vũ Thị ơi, chữ anh Trung đẹp, em mới vào. Bi cam XL không có. Nguyễn Thị Minh Thư ơi, nó là 2X. Mã 25 hay làm gì có. Mã 25 chỉ có M, mỗi size M thôi. Hàng Phạm ơi, em nên like hết quần đùi rồi. Má lúc nãy em mặc quần đùi em like hết rồi. Xong rồi. Không có bộ sắt lách à? Chị Nhàn có một bộ sắt lách. Chị Thìn Nguyễn anh ghi chưa? Ok, chị Thìn Nguyễn. Bộ 2X này đẹp mà, sao mọi người không dùng đến size to hay sao? Chứ còn bộ này đẹp mà. Ống nhỏ đấy, ống nhỏ đấy. Vải lụa Thái nhá, bạn Vũ Lành. Biến con lợn như em thành hot girl. Chị Ngọc Kính viết 2X này anh. Chị Ngọc Kính lấy 2X, 2X bi cam nhá chị Ngọc Kính nhá, anh ghi hộ em ấy. Đấy, khổ quá, bộ 2X đây. Em mà có bộ em vừa em mặc lên các chị lại thấy nó rất là đẹp cho mà xem. Nhá. Cứ khoác vào mà thu ạ. Thấy không nào? Các chị cứ phải mặc lên người. Đấy, 2X đây, 2X cam. Bi cam 2X, comment số điện thoại cho em nè. Nhí đỏ đô size M em còn sót đây, chị nào lấy đi. XL em hết rồi, không còn cái gì nữa XL nữa rồi. Nào, bây giờ thì còn mỗi M thôi. Đây xem bộ này. Bộ này hôm em mặc đây cả nhà, đi xuống nhà ngoại mà úi giời ơi, chị gái. Bà chị gái kêu úi giời ơi, nhàn được cái. Cái thì đẹp mình nhàn giữ hết phần. Ôi giời. Bộ này em bán mãi rồi giờ chị vẫn hỏi. Chị gái bảo nhàn cái gì đẹp nhàn giữ hết phần. Chị gái đầu nhà em kêu thế bảo ôi giời em bán mãi rồi. Tại vì hắn hỏi em là có bộ size của chị không mà hết rồi. Ôi giời cái gì đẹp nhàn giữ hết phần. Em bán mãi rồi chị chả hỏi. Đây. Em cũng giữ một bộ này mặc mà. Còn một bộ này size M nữa, chị nào lấy thì comment nha. Nhí đỏ trắng. Nhí đỏ trắng M kèm số điện thoại cho em. Cao 1m658kg mặc XL chị ơi. Nhưng mà em hết rồi, không còn cái gì XL cả. Nhí đỏ trắng M kèm số điện thoại cho em. Ống búp nha Trần Hằng ơi, ống búp giống như Nhàn đang mặc ấy, chỉ khác mỗi màu đây. Mã 25 size M, ok Ngọc Ánh. Có bộ nào L tối màu không chị? Xếp L đồ sau lưng chị có, XL không? Không có em ạ. Cho em bộ nhí ống, nhí đỏ ống sớ đi. Cho em xem bộ. Ok. Có bộ nào L màu tối không? Anh Trung ghi cho chị Ngọc Kính rồi, ok. Tâm Nguyễn ơi, 2X em vừa dơ đó. Dung Võ, em có nhìn thấy chị không? Vậy à, em có nhìn thấy chị Dung. Dung nhá, có thấy. Trần Hằng ơi, cứ comment số điện thoại cho em. Ok. Đặng Hằng, M mã nào đây Đặng Hằng? Đọc chữ M thôi, chả hiểu là em chốt cái gì. Anh Trung ơi, Ngọc Ánh này, mã 25M này, ok Ngọc Ánh này. Thì anh ghi đấy. Bên này là anh. Đâu? Bên trang của anh ấy. Ai? Anh cứ đọc đi. Hiền Lê, nhí đỏ trắng mờ. Thế mà bảo em tự mà ghi lấy. À, thế đây nó ghi rồi. Anh thấy em đọc ai cơ mà. Ok Ngọc Ánh này. Áo khoác à? Kim Thủy hỏi em áo khoác à? Em mập thích mặc màu tối chị yêu. Tâm Nguyễn. Ok Hiền Lê, nhí đỏ trắng.
Bi cam ống búp hay ống sớ? Ống búp, Trần Hằng ơi. À, Ngọc Ánh cho xem bộ nhí đỏ, ống sớ. Nguyễn bộ. Mai xả 11 đỏ là. Ok, Nguyễn Mai. Giấy bọn nó vứt đi đâu hết nhỉ? Đấy. Áo thì nó như áo em mặc thôi, không khác cái gì cả. Có quần thì nó như thế này. Đó nhá, cái kiểu quần sớ thì nó như thế này. Hoa, cho xem hoa này, chính vải thì vải lụa Thái. Vải lụa Thái rồi, không phải lo lắng gì về chất vải rồi. Đấy, thế thôi, chỉ xem màu và xem hoa thôi. Còn thì áo thì nó giống kiểu áo này rồi, chỉ khác cái quần kiểu ống sớ. Chị, bộ màu đỏ size M giống bộ em đang mặc đó. Không còn chị ạ. À. Em còn đây này. Đỏ trắng mạc mạc, có chưa nhỉ? Đỏ trắng hết rồi, mạc mạc toàn bị chậm thôi. Đây ạ, à, còn nhí đỏ đô size M nữa, chị nào lấy thì comment cho em nha. Vẫn form dáng em mặc nha, vẫn form dáng nhà đang mặc ống búp. À, còn một bộ duy nhất. Chị nào lấy thì comment cho em. À, rồi, bây giờ là em comment, à, em lấy cho này Đặng Hằng này. Đặng Hằng M không biết là chốt cái gì. Trần Hằng cam, cam 2X dồn đơn Trần Hằng. Comment số điện thoại cho em xin lại nhá. Bây giờ em mới ghi này. Lên quần ống sớ ạ. Hoa Thanh ơi, chị Hoa Thanh ơi, em 2X đấy, không có XL chị Hoa Thanh ơi. Ok, Trần Hằng thấy rồi. Cái bộ sớ mà em vừa dơ thì chỉ còn ML thôi nhé, cả nhà nhé. Em đang mặc là size M. Thảo Trần hay 5M? Ok Thảo Trần. Cái gì? Đỏ đô size M. Nhí đỏ đô size M. Ok Thảo Trần nè. Huy vậy. 25M nè. Có thời gian đi xem live của người khác đấy. À. Bộ màu đỏ xem mà ống nhỏ như em đang mặc đó, hoa khác cũng được. Thế chả còn cái bộ nào nữa rồi. Mỗi bộ này thì chốt cho bạn Huy Huệ rồi. Ông cho nó bé đi cho em đỡ điếc tai cái nào. Ờ, rồi lên quần ống sớ đi bạn, chuẩn bị đấy ạ. Ờ, hai bộ chị đang mặc M và một bộ nhí đỏ ống sớ nhé. Size L, ok, là Hằng lên. Anh ghi hộ em cái. Hằng Lê không giấu bộ đang mặc này, size M này, hai bộ, một bộ M nhá, một bộ M và một bộ ống sớ size L nhá. À, số điện thoại là 0946 941 989. Mấy màu đó em mua ở chị cả rồi, ok Phan Thanh Tình. Mấy mẫu đó mua hết rồi đúng không? Bây giờ này có màu xanh coban này, Phan Thanh Tình hỏi xanh coban đúng không? À, quần bộ nào có ống nhỏ size M không? Đây, bộ đang mặc ống nhỏ size M nhá. À, còn XL không em? Em hết XL rồi chị ơi, em chỉ còn 2X thôi. Lần này em lại ế 2X chứ. Mỗi lần thì cứ hỏi 2X. 64 ký chị mặc 2X chị Ân Đạt ơi, 2X em chỉ có mua cái đi cam này thôi nha.
Có mỗi bi cam này thôi nhá, chị Ân Đạt nhá. 2X, ống nhỏ y chang bộ em đang mặc, chỉ khác màu thôi, khác màu thôi. Chị An Đạt lấy thì ghi hộ em là bi cam 2X kèm số điện thoại nhá, 64kg phải mặc 2X. Hồng Liên ơi em hết rồi, XL. Váy vừa rồi chị mặc bao nhiêu một váy đấy? Ồ, chị không nhớ luôn. Em lấy 25, mã 25, em lấy 2 bộ chị nhé. Ok, 25 2 bộ và bi cam size L đúng không? Nghĩa là tổng thể 3 bộ. Đây này, mã 25 này, cả nhà còn 3 bộ nữa thôi này. 2 bộ tay em cầm với 1 bộ em mặc nữa là hết rồi này. Ok, hàng Lê này, 2 bộ hàng mã 25 này, 1 bộ mã quần sớ ý đỏ cả. Bom nữa bán 140. Có áo công sở dáng crop top không? Chị có size L không? Có 140. Bom. Nó cứ gọi thế. Chấm bi ý. Minh Ánh cái gì? Minh Ánh hỏi cái gì chấm bi ý? Huy Huệ, chị Huy Huệ được giờ đỏ đô size M nhá. Không có màu đỏ, lấy bộ xanh em đang mặc cho chị đi. Chị Dung Võ ơi, size gì chị Dung Võ, cho em bộ đỏ đô XL hết XL rồi các chị ơi. 120.000 nhá. Ân Đạt Thủy ơi, em đang xả đấy. Em còn mỗi set mở thôi. Eva. Lấy tên của Eva. Eva Shop. Trở lại thành tên Eva Shop. Ừ. Ăn chuyện. Cái này em có bộ hoa khác, em đang mang hoa này là hoa mã bộ 66. Mã này em lấy cũng có một mã 66. Khác nhau nha. Có chị nào thích bộ này thì comment của em là mã 66 nha. 66 có M, có 3 bộ 66 có M. Size M thôi ạ. Nên đồ công sở 66M nhá. Rồi em hết rồi đây này. Em thôi rồi đây. Chuyển sang mẫu khác đây. 66M nhá. Bây giờ nên nốt cái bộ này cho Phan Thanh Tỉnh nghé cái xong là thôi. Là hết bộ. Bán trả nó vẫn khối một mùa này. Gửi luôn cùng váy lúc chiều nhé Huy Huệ. Chị đứng lên em xem tí. Cho xem áo crop top với. Ok. Không có màu đỏ, lấy màu xanh em đang mặc. Ok chị. Cho chị đi. Dung Võ. Ok. Mà không biết là chị mặc size gì. Gửi luôn. Rồi. Có một bộ size nách à? Ai hỏi em size nách nào? À, Dung Võ size M. Không phải size nách. Không phải size nách mà nó là bộ sớ. Bộ sớ hoa size L. Ai lấy thì comment hộ em. Hoa L kèm số điện thoại cho em. Đấy. Hoa L kèm số điện thoại cho em. Vẫn phải chiếu thái nhá. À quên, phải lụa thái nhá. Size gì? M. Chị dặn size M rồi à? Hoa L kèm số điện thoại cho em. Tưởng là săn lách cơ. Có chế hỏi săn lách cứ tưởng bộ này là săn lách. Em lên lốt bộ tranh cơ ban xong thì mình qua sang chủng loại khác, váy, vóc, áo, quần. Học thêm quá nhiều mà lại tử vong. Ghê gì? Áp lực học thêm nhiều mà bị chết. Nói vô lý. Ok, ai đây của Nguyễn Thị Bình Thương không comment số điện thoại không có. Ok, Hoàng Uyên. Ok, chị Dung Võ này, của chị Dung Võ đây. Chữ ảnh không thành cái chữ gì. Khổ thế chị. Ai, không ai đọc đây là chữ Dung nhé. Cái gì đây? Size L hoa gì đấy?
Hoa L kèm số điện thoại. Đây, Hoàng Nguyên. Rồi em lên một bộ này nữa xong thì mình qua sang quần với áo nhá. Dung Võ có rồi. Mạc Mạc Hoa L có không? Có thì giờ phải giới thiệu sùi sùi cái gì. Thế thì ôi sùi. Chứ không có một bộ để ở nhà luôn đắp lại. Cho em mã này là mã 34. Mã 34 nha, chỉ có mở thôi các chị ơi. Có mở thôi. Xanh than và 34 ạ, xanh than và xanh coban. Chỉ có size M thôi, chị nào lấy thì comment hộ em. Mã 34, mã 34 size M. À các chị ghi hộ em 34 xanh coban, 34 xanh than thế là được, không phải kèm size nữa bởi vì em không có size. M xanh coban. Ok Phan Thanh Tịnh. 34 xanh than, 34 xanh coban kèm số điện thoại cho em. Đấy, đến thế là hết rồi đấy, không còn cái gì để giới thiệu nữa rồi. Về bộ ngục, xếp bộ màng nhà là như thế là đã hết. Bây giờ còn thì chỉ còn mỗi bộ mã 25 là còn 2 bộ. Mã 66 còn 3 bộ. Mã 66 còn 3 bộ. Xanh coban này với lại còn này. Xanh coban với xanh than. Với lại bộ 2X bi cam. Vẫn còn xanh coban à? Còn. Bộ Ngoan Nguyễn xanh coban 34 size gì hả Ngoan Nguyễn? Không có size bởi vì em báo trước là chỉ có size M. Em mới dặn mọi người là chỉ cần comment 34 rồi, xanh okay, coban này Ngoan Nguyễn. Hay 34 xanh than thôi. Với lại bộ nghĩa là bộ màng nhà của em là còn bộ cam 2X này. Bộ còn toàn X là còn toàn M đấy. Gì duy nhất là có bộ bi cam 2X và bộ sớ hoa nhí đó, sớ hoa nhí đó này em còn M và L là hết. Hết sạch sẽ. Việt Giang Phạm xanh coban. Ô thế anh chốt cái bộ hoa ở đây của Hoàng Uyên nên không thể cho vật tí. Hiền Lê M xanh coban. Dung mà xanh coban bao nhiêu vậy em? 120.000 chị ơi nha. Em xả rồi đó, hàng nó hết rồi, hàng cuối rồi, còn một ít nữa là em xả. Rất là lung tung, đã già thế nào đang yên đang lành này đốt pháo. Đêm đốt pháo. Phan Thanh Tùng. Phan Thanh Tùng có rồi. Mạc Mạc, nếu không được cho em L thì cho em 34 xanh coban. 34 xanh coban thì nó lại là M. Nhóm này là M em ơi.
Nó là M, nó là M. Em mặc được M không? Mặc mặc ơi. Ờ, em chưa chốt cho ai bên này. Có số dài nhá. Anh Trung không đọc comment của em. Ừ. Cho em một bộ. Em lấy bộ nào? Em lấy bộ nào? Em comment hộ chị bộ đi. Loan Phương ok. Ok Loan Phương này. Em lấy bộ nào? Em comment mã bộ nào đi cho chị nhá. Thiên Lý nhá. Chị Thuyết Nguyễn ơi, Facebook của em là Trung Nhàn Nội Bài hoặc Nhàn Trần Nội Bài. Chữ Nội Bài sẽ trong cái ngoặc đơn nhá chị nhá. Chị ấn theo dõi đấy hoặc chị theo dõi luôn cái fanpage của em này cũng được. Fanpage Trung Nhàn Thời Trang Công Sở cũng được nhá. Em sẽ phát live thường xuyên ở Trung Nhàn Thời Trang Công Sở và Nhàn Trần. Đó là hai cái trang mà em phát live thường xuyên. Thế còn Trung Nhàn Nội Bài thì em... để chốt đơn với khách thôi. Trang đó em để không like để em chốt đơn với khách. Minh Phương này. À rồi có nhìn thấy đây. Ok Minh Phương này. Ok Thiên Lý này. Mạc mạc mong mà. Ok thê Lý. Ok Trần Tuất. Áo đỏ trên kênh bao nhiêu chị Minh Huệ Phạm? Áo đỏ trên kênh áo vét 190k Minh Huệ Phạm ơi. Giờ bon chen bộ ngủ. Giờ bon chen bộ ngủ vậy. Minh Huệ Phạm ơi áo đỏ trên kênh vét đỏ trên kênh 190.000 nhá. Ok đồ bộ công sở sau lưng chị có XL không? Thuyết Nguyễn ơi không có. Không có XL. Với một bộ hoa gì chị vừa mặc lúc nãy nữa. Ok, bộ hoa xanh than. Má này chị vừa mặc rất là đẹp. Anh gặp cho em cái bộ em thay ra ở đấy với anh ơi. Hộ em ấy. Nên sớm ha. Ok, mặc mặc rồi. Anh Trung viết cho mặc mặc rồi nè. Rồi em chuẩn bị lên sớ luôn cho các chị này. Sớ quần sớ quần sớ. Bộ sớ cũng có. Bộ sớ công sở cũng có. Nhưng bộ sớ công sở thì chắc để vào chiều mai em sẽ xả cho cả nhà nhá. Chiều mai em xả bộ sớ công sở với váy lẻ size nhá. Váy lẻ size nhá. Em sẽ tập cóp hết ra đây. Mai em chuẩn bị tập cóp hết ra đây. Lên bộ lên váy lẻ size cho cả nhà. Mới lại bộ sớ công sở em xả rất là sâu. Mọi người canh like nhé, tại vì sáng mai là nhân viên nhà em làm đơn cũng không đi được đơn đâu. Nên các chị có thể gộp đơn nhé, các chị chốt trong ngày hôm nay và trưa mai. Trưa mai là các chị gộp được đơn đó, là thứ hai các chị đi đơn. Úi dồi ôi, vừa hết luôn. Nó ra đây là xanh than chứ không phải xanh coban. Đâu có bộ anh, cái quảng hồn nhiên anh ham xem cái khác quá. Cái bộ em vừa gặp đâu à? Đây rồi ạ. Lên sớ dài đi chị. Em hai bộ mai em chuyển khoản cho chị ok.
Đỏ đô bao nhiêu vậy chị? Đồ bộ bao nhiêu vậy chị? Chuẩn xuất nhất ơi, em đang xả đấy, chỉ còn 120.000 nữa thôi. Chứ em bán 135.000 đấy. Mua hai bộ này các chị đã được rẻ 30.000 rồi đó. Gì nhỉ? Còn đúng một bộ trên người nữa. Chị nào lấy lốt cho nhàn đi. Xanh cơ ban còn đúng một bộ trên người, nó xanh than thì còn. Nhưng xanh cơ ban thì còn đúng bộ trên người nữa là hết. Tài khoản vẫn thế thôi, có gì thay đổi đâu. Rồi em quay nha. Bây giờ thì áo hay quần đây? Đấy, còn có 3 bộ sớ size L, 3 bộ sớ size M hết. Nói chung mỗi thứ còn 3 bộ. Ok chị Nguyễn Hương. Bộ xanh có L không? Em chả còn cái gì size L nữa. Anh ghi cho Nguyễn Hương hộ em ấy. Chất gì? Cái này hả chị? Cái này là vải chéo à, quên, vải lụa Thái chị nhá. Vải lụa Thái nhá, co giãn 4 chiều. 0975 281824. Rồi em qua mẫu. Bây giờ là lên cái gì? Em dơ thôi chứ mặc gì nhá. Quần công sở ấy, thứ áo xong đi ấy, thứ thì dơ thôi chứ mặc cái quái gì được. Kiếm cái túi. Đấy, ghi lên cho ai thì cho mà. Đấy, vừa ghi đó. Này, cái này hả? Vâng. Ai lấy cái váy kẻ của nhà năng bằng nhá, size M, xả 120.000 nè, với tôm, đầu trước ngắn đằng sau dài, 120.000. Trên này là cốt tôm, có dán cực nhiều, dưới bằng von lụa. Chị nào lấy thì comment hộ em là đầm kẻ nhá, đầm kẻ 120k kèm số điện thoại cho em, nhớ hộ em nó là size M. Rồi bây giờ thì áo cho các chị lựa nhá. Áo hay quần cũng được, cái gì thì gì, cái gì cũng được, thích cái gì em chiều cái đó. Nhà em cái gì cũng có, em phục vụ từ A đến Z, mỗi quần chip em không có. Không phải không có mà em không phục vụ quần chip áo con. Mai em lên váy cho các chị nhá. À các chị ở đây có nhiều chị size to không nào, cần áo size to không, em sẽ lên size to cho các chị nào. Thôi dơ cái quần đã, cho nó gọn chỗ. Ok chị Dung Võ lấy đầm kẻ. Quần của Hera, màu cực kỳ đẹp, màu cực kỳ hiếm. Màu đây, màu hiếm lắm, màu này hiếm lắm. Em biết gọi nó là màu gì cả nhà. Tím cẩm mà. Không phải. Tím củ. Tím củ, tím củ. Má là 104. Có size MLXL. Má 104 có size MLXL. Giá của em nó chỉ có 95.000 thôi nhanh tay. 95.000 quần của Hera nha. Quần của Hera nha. Ai lấy thì thôi, xong cái mã quần này thì em lên áo cho các chị.
của Hera. Mã là 104 kèm size kèm số điện thoại, Q104 kèm size kèm số điện thoại cho em. Cái gì đây? Cho em bộ chị đang mặc, chị bán mất rồi Ngọc Diệp ơi. Mùi Loan lấy cái gì đấy mà tự nhiên size L Mùi Loan. Comment hộ em thì chả hiểu là chị lấy cái gì. Áo đi chị ha, áo size L ha. Lấy đầm kẻ ok chị Dung Võ. 104 nào, 104 nào. Comment số điện thoại, à comment size kèm, comment số điện thoại liền cho em nhá. Chú Hào 104 XLM. Nguyễn Hiền 104 size L. Quần giá bao nhiêu đây? 5.000. Có ít mà, đây là em mới chộp được đấy. Hôm nay em mới chộp được đấy, chứ không phải nó có sẵn đâu. S à, S thì có màu đen em ơi. À hình như nó có cả S đấy. Để tí em nhòm nhòm lại xem nào. Chất gì á, thôi đừng hỏi em cái câu chất gì, mệt quá. Bây giờ em mọc ở đâu ra tên để em trả lời các chị? Em có đi học được, em có là người sản xuất đâu mà em cứ mọc ra tên để em đặt tên. Hàng hãng cứ hỏi em chất gì em khổ tâm ghê cơ. Hỏi em chất gì, hàng thì hàng hãng có phải hàng chợ đâu mà các chị cứ lo chất vải. Đừng hỏi em câu chất gì nữa thì em đau đầu lắm. Cái gì mà em biết chất thì em đọc luôn, cái gì em không biết chất thì đừng hỏi em, bởi vì em bây giờ em tự mọc ra đâu cái tên. Em gọi nó lung tung nhá. Em gọi lung tung nhá. Là cái gì? Vải Nhật. Đó, chị tin thì tin, chị chẳng nghe thì nghe. Khổ quá cứ hỏi. Mai tên Vũ, chất gì, 104 chất gì. XL. Ok Mai Vũ ạ. Anh Trần đầm kẻ hết rồi, đầm kẻ không bộ có canh mặc không có hay ít đâu chị Đào Phạm. Chắc trang này, quy kho Q104 này. Chắc trang này 104 là sai gì hả? Chắc trang sai L. Đầm kẻ không đọc số hết đoạn. Rồi á Trần Anh Trần. Em đang nói anh dở hơi dở đang nói dở. 0975 920 520 đây. Mã đây, quần đây, màu đúng màu của nó là màu này nhá. Ngọc Đoàn cỡ L này, đúng màu của nó là màu này nhá. Quần sớ nhá, quần sớ bây giờ mùa hè người ta mặc sớ nhiều dã man luôn ấy cả nhà. Mã 104 nhá, size ML XL thì phải. Em xem là có S không. Bên đây có ai không? Đấy chắc chàng đó chàng Tâm rồi. Lê Tâm Lê không giấu 0946. Quần hàng hãng mà các chị cứ phải hỏi em, các chị đi mua, các chị mua mấy 200.000 cái quần, chưa bao giờ mua được cái quần như này đâu. Em khẳng định điều đó chứ không phải là em nói phét, này bán hàng nói phét. 200.000 các chị không mua được cái quần như này đâu. 0946 này, 264 493. Sai gì ạ? 0946 326. Anh gạch đi hộ em 326. 326 á? 326 493. Được thề đó, mọi người đi mua quần 200.000 không mua được cái quần như này. Hàng chợ thì không bao giờ lại được mấy hàng hãng.
luyến 104XL để em xem còn đủ không đây. Size gì đấy? Tâm lê này. Tâm lê là size M. Em lót cái quần số này em sẽ lên áo cho các chị. Các chị cứ chưa yên tâm chờ em xíu. Mai Vũ XL, Xu Hảo XL, Nguyễn Huyền, Nguyễn Hiền là ok Nguyễn Hiền. Cái vải này rất là nặng tay á. Vải nó xịn, nó rất là nặng tay á. Bán quần em chả có lãi đâu mà. Em cũng mang tính chất về, em mang về em phục vụ là chính. Chả có lãi đâu mà, nó nặng. Lãi thì không được bao nhiêu mà tiền ship thì phải bù. Tư Hào XL và M này. Anh buộc hộ em này. Anh ơi, buộc hộ em này. Mai Vũ XL này. Anh ghi Ngọc Đoàn đi nhỉ? Chưa thấy. Tâm Lê sai mờ. Ok Ngọc Đoàn này. Anh ơi, cho em cái túi. Túi ni lông, thôi để em lấy túi này. Nhung Nguyễn sai mờ này. Là L85 có vừa không? Cho L85 hiện giờ XL nhá. Sao chốt được M à, L. L85 thì phải XL chứ. Còn size gì em nhòm cho này. Còn M. Một con X nữa. Vẫn đủ size. Có S thì chốt cho em một cái nha. Không có S em ạ. Thấy không có S. Mở lợi. Toàn M, L, X thôi. Mấy. Còn một con M, một con à, một con L, một con X. Bùi Luyến. Bùi Luyến. Bùi Luyến em bảo anh ghi rồi đúng không? Chưa rồi. Chưa hả? Anh ghi hộ em. Ok Bùi Luyến. Đọc 0963 241725. Nhung Nguyễn sai mà ok. Sai gì? Sai XL. Tranh thủ mua được bây giờ thì mình có. Còn mấy hôm mà em mà like lại hôm nữa là các chả có sai để các chị lựa nữa. Nghỉ được 10:30 rồi nghỉ á. Bây giờ em muốn lên áo. Đã đòi nghỉ rồi. Mệt à. Nhớ gửi hàng cho chị nha em. Chị với Dung vợ ơi chị. Tên nổ của chị, thế không phải chị ở gần à? Ờ, à, váy chị mặc hết rồi. Chị Dung Võ, chị inbox cho em cái địa chỉ với nhá. Chị Dung Võ nhá. Ờ, à, hôm nay có like đầm không? Chưa mai đi em ơi, quần ống rộng Phạm Thêu ơi. Em về muốn em về muộn. Quá, chị khỏi ốm chưa chị yêu? Cảm ơn Phan Lê. Chị gần như khỏi rồi, Thoa Hoàng ok. Chị Thoa Hoàng anh ghi hộ em này. Váy chị mặc hết rồi đấy Thu Hiền ơi. Thoa Hoàng size L ok Thoa Hoàng này.
Không có S nhá Hoàng Huế nhá. 037 403 4698. Này cho vào đây. Nga Nguyễn Thúy xem mà ok Nga Nguyễn Thúy. Thôi em chuẩn bị lên bộ đồ lẻ lẻ vậy. Mai từ áo yếu gì mai, bởi vì áo chương trình của áo thì nó nhiều quá. Sorry chị là mà ngóng áo từ tối đến giờ, sorry nhá. Chưa mai, chưa mai Thúy em sao? Lên nhá. Khoảng độ 1 giờ mai, 1 giờ chiều mai. Nga Nguyễn Thúy Quy xem mà 0978 410188. Em lên mấy cái 41. Bộ lẻ 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 lẻ. 410188. Chị Tình Nguyễn ơi, em bán cái này là 195.000 thôi chị nhá. Nga Nguyễn Thúy size M này. Thế hôm nay à, hả? Mà hôm qua em mua rồi. Cái gì? Nguyễn Phương. Coi lại quần với 60kg mặc XL Ngọc Lê, có chân váy Hera không? Có chứ. Bình Minh Lê không có S nhá, em nhá. Em có lấy mã khác thì có. Cho em một cái size chị mặc nha, chị Nhật ơi. Phan Lê ơi, em lấy cái gì? Em lấy quần hả? Ok, Nguyễn Huyền, anh yêu em Nguyễn Huyền size M. Số hôm nay hàng hãng mà hôm qua em mua rồi. Ừ đây. Hera này. Chị ý thì inbox của cho em trong Messenger chứ còn nói chuyện gì, nhắn ở đây có nói chuyện gì. Em chụp tạm nhá, chủ yếu là cho Messenger để mình liên hệ với nhau á chị nhá. Em sẽ lưu sản phẩm của em gửi cho chị là cái gì, là một hai nữa là em sẽ lưu được cái địa chỉ của chị ở trong Messenger. Chị Võ Dung, Dung Võ, em cứ tưởng chị Dung Võ ở gần. Tối giờ chị chốt mờ em cứ không tin, bởi vì bà đấy Dung Võ ở gần nhà em ấy, chị mặc size XL cơ. Số điện thoại hả? 0364 230 982. Còn quần sớ lửng màu gì nữa không? Em còn chứ, nhưng mà mọi người cứ giục em sang cái khác nên là em lại định sang. Em còn đầm đẻ đi chị, em nhặt vài cái dồn đơn. Mèo mướp ơi, mai em ơi, chưa mai chị lên mà thứ hai mới đi được đơn mà, nên là em không lo. Mai em vào nhọt cũng được, hôm nay chắc là thôi không nên đầm lẻ rồi. Rồi nào, Nguyễn Huyền rồi nào. Đầm gì đấy, quần đấy. Quần các chị ạ. Quần có rất là nhiều màu, nhà em thì nhiều màu lắm. Quy ha, Pha Lê. Quy 104 hả, ok Pha Lê. Cậy khách quen rồi ha, không cho số điện thoại ha. Quen tên của em nó hơi đặc biệt thôi, còn bình thường vẫn phải có số điện thoại đấy. Phan Nê Rơi Lệ Anh. Chào Trần Thúy. Lên số tiếp, có S càng tốt. À có S. Quần số lửng màu gì em? Chị Mai Quế ơi, màu này này. Chị Mai Quế chưa mua hả? Mới vào lại hả? À Phan Lê lại nhảy sang đây rồi, ok Phan Lê. Size gì? Size M, bạn ấy mặc size M. Màu này này chị Mai Quế ơi. Nhá, em hình như em cũng hết rồi đây này. Còn hai con, ba con chả biết size gì nữa. Con nên là mặc màu size M bằng size em. Sáng nay chốt đơn rồi là đi rồi chị Thanh Hoàn. Chốt đơn rồi là đi rồi ạ. Trung Quy là nhân viên nhà em cứ liên hệ với các chị. À, rồi là xong là đi ngay sau rồi khi đấy. Còn một con size L và hai con size M đấy nhá. Chị nào lấy thì báo em nhá. Có lên quần dài không? Ủa rồi em lên, em lên em phục vụ. Quần thì nhiều tiền lắm. À nhiều quần lắm. 95.000 thôi, quần số có 95.000 thôi, hàng hãng luôn. Ok Phan Lê. Anh ghi lại số của bạn ấy cho em. Trần Thu Hà ấy thấy nhá. Chị Ngọc Lê ơi, em hết XL rồi. Chị Mai Quế ơi, chị lấy M size L nhá chị Mai Quế. Lấy size L nhá. Ôi dồi ôi, mai chủ nhật mà cũng phải đi làm à. À có sớ S lên đi ha. Thế em lên tiếp sớ nhá.
công sở bao nhiêu chị ơi? Ok, chị dung nguyên xe L này, số này Q0104 này, dung nguyên này. Em yêu ok dung nguyên thì chị Mai Quế lại hết. Chị XL hết rồi chị Mai Quế ơi. Chồng em mỏi mệt nào cứ đòi đi nghỉ đây. Một mình em làm thì em không làm nổi, em đang ốm. Họng em rất là đau. Rát rát chứ không đau. Bác Ghi thì có nhưng mà xanh than thì không biết. Không chắc đã có nhá. Ai cứ hỏi em bác Ghi xanh than mãi. À Hoàng Huế à. Nên nốt bộ sớ hả? À làm bù nghỉ lễ 4 ngày chị ơi. Ok, hiểu ý. Rồi chỉ còn mỗi size M nữa thôi. Chị nào lấy thì báo em nhá. Hết rồi đó. Còn 3 con size M nữa là đứt. Má này. Má này đẹp lắm. Mà em lại mua được rẻ hơn mọi khi á, nên là em bán rẻ cho các chị á. Này là tổng thể là về là đấy, đẹp kinh khủng. Sớ này. Đấy, ai còn chưa lấy được thì nhanh vồ đi. Còn 3 con nữa thôi, size M. Chị em đặt xả 8 size L màu coban mà không được, điện chốt hàng chị yêu. Cái đồng văn không chú ý đến tường của chị ha. Anh ơi, anh treo hộ em. Chị đăng bài là mọi người đặt được mã xả hàng tương tác thì chủ động inbox hộ để nhân viên nhìn vào đấy để nhân viên chốt. Bởi vì cũng là đấy là tại vì em đăng là 1-2 nữa là tại vì nhà em chụp hình của số điện thoại của các chị là chỉ đề phòng các chị nào link mới thôi. Ok Diệp Việt Giang Phạm, link mới thôi, còn đâu thì là em báo là mọi người phải chủ động inbox cái nội dung mình đặt được cái gì để nhân viên nhà em đi đơn làm đơn cho các chị. Còn nếu không thì nhà em không tự chủ động gọi đâu. Thế mà không gọi thì làm sao. Ok Tình Nguyễn. Ok về Giang Phạm anh ghi viết rồi em ấy. Mà không chủ động đi thì có phải là em chủ động em nhắn tin thì có phải đi đơn không? Chị Hòa Đinh ơi một, có 95.000 thôi. Việt Giang Phạm một con này. Tình Nguyễn một con này. Này em hết, à còn một con ở móc nữa. Nhìn buồn ngủ quá. Anh xuống, anh về anh xuống dưới kia luôn à. Mất tâm luôn đấy. Xuống luôn à. Sơ mi ạ? À? Em thì nhiều sơ mi lắm. Em sợ lên rồi các chị. Rồi hai chị mà em biết khách của các chị là cứ mải miết thức với nhau thôi. Giờ muốn gì nghỉ rồi. Ai hỏi em S nhỉ? Số S nhỉ? Em có số S này. Gì đấy Chiến Phan? Hết nở rồi hả em? Dạ em hết rồi. Còn mỗi một con size M nữa thôi. Trời ơi chồng em cứ ngáp. Rượu vô ngủ rồi. Mỏi cổ. À nó không phải là sớ đâu. Nó ông đứng à. Ông đứng nè. 100.000 này. Quần của Hera này. Má 50 này. Mà 50 này, 100k này. Sơn Nguyễn Thị Kim ơi, chị bán rồi. 100k ai lấy comment hộ em. Ông đứng đấy, ông đứng đấy. Không phải số đâu. Ông đứng đấy. Số thì nó phải rộng hơn cái này cơ. Cái này ông đứng. Ai lấy cái này thì comment hộ em nhá. Quần của Hera này. 100k. Comment hộ em là 50S, 50S kèm số điện thoại cho em.
Cái này của em thì khác gì cái mẫu của nó hôm nay của nhà thế kẻ ấy đây. Dưới xòe. Ai bảo thế, nó có bếp luôn mày hiểu không? Váy nhàn mặc hết rồi. Không có đâu, mã 50 chỉ có S thôi. Đây, nên lót mấy con sớ. Ôi chứ không ai thích con S đấy à. 50 ok về Giang Phạm này. 50 không có L. Bộ đồ bao nhiêu đấy chị? Bộ đồ nào em ơi? Em hỏi bộ đồ nào, em hỏi rõ ràng hỏi chị nha. Bộ đồ canh mặc ha Thanh Ngoan. Đây nhá, chị nào hỏi cái này thì em xả rồi đây này. Cái này thì nó đẹp lắm nhưng mà em hết size rồi. Còn mũi S không là 8820 này, cực kỳ đẹp. Cái này của Miu Miu 882, à của Lady 8820, cực kỳ đẹp luôn. Còn một con L ạ, sót một con L ạ. Chị nào comment được 8820 L thì nó là 100.000 nhá. S thì nó là 90k nhá, chị nào lấy thì nhanh tay nhá. 8820 size L 100.000. 8820 size S 90k. Phong hơi to một xíu. Ok chị Xuyên Nguyễn. Đỗ Hường phải comment size và comment số điện thoại cho em. Anh ghi hộ em Xuyên Nguyễn không giấu. Ai lấy L comment đi, có một sót một con L thôi. 100.000. Đó. 0824 798 677 S. Giá 90k. Thanh Bon L ok. Thanh Bon em mặc vừa Phan ơi, em mặc vừa. Thanh Bon. Đỗ Thị Hường ơi, chị lại chậm rồi, em còn sót đúng một chiếc. Thanh Bon thế nào? Thanh Bon size L, S. À, size L, size L. Đợi em chút xíu. 094 2556 122. Cho em cái túi ở đây. Đây anh đi bên em. Bên anh. Có ai đồng ý. Thanh Hoa này, bộ trên kênh em chỉ có 210.000. Nhưng chỉ có S và M thôi. Thu Ngôi 56 cân vừa L nhưng mà em hết L luôn. Em có đúng một bộ. Phạm Theo em hết. Ôi giời, mọi người toàn đặt size L lên số lượng đi. Số lượng cũng có nhé chị ơi. Đấy anh ghi của Thanh Bon, anh cho của Thanh Bon vào đấy. Nên ép thì vậy em. Số lượng em lên cho các chị bây giờ nha. Chán quá. Phan Lê em vừa mà. Em lấy không? Chị trả lời em rồi mà. Lấy thì comment đi. Đây số lượng em một sót đây. 8826. Số lượng 90.000.
Một con xe S. Y chang 8820 nhưng nó lửng, không có gì khác biệt cả, chỉ khác là nó lửng thôi. 60kg mặc X đấy chị ơi. 8826 nào, S nào. 8826 xe S nào, chị nào lấy thì comment nhanh nào. 8826 size M nào. Size M vẫn là 100.000 nhá. 8826 size M, 8826 size S. Size S thì 90.000, size M thì 100.000. Nhanh tay. Cho em S lần. Pha lê ok, 8826 M ok, Việt Giang Phạm. Size S à, size S 50kg trở lại nhá. À đầm đen em mặc size của mỗi cái size của em thôi. S lửng 90 à? S lửng 90, ok pha lê. Phan Thanh Tình S ok, về dân có phạm mở. Không, không có mở, mở em chốt cho pha lê mất rồi. Có mỗi bộ, có mỗi cái. À đây còn một cái mở nữa. Ok, về giống đấy. Đây, cho S. S đây. Mở đâu của ai đấy? Anh gặp vào đi. Mở cũng của Việt Giang Phạm luôn. Phần Thanh Tình ok. Anh ghi vào một cái 100.000, một cái 90.000. Số của Hera nữa này. Đây. Ai 8826 mở hai cái ai đó. Thư Dương đặt chả có số điện thoại thì làm sao chốt được đơn ạ? Trắng da dài mà chẳng da lỡ, tương đối dài, ai cao thì thành lỡ mà ai thấp thì thành dài này. Của Hera này. 100k này, chỗ nào lấy thì ghi hộ em là mã 48M kèm số điện thoại cho em. 48M kèm số điện thoại cho em nhé. 48M. À quần này là quần ấy. 413 size M 110.000. 413 size M 110.000. Rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn cái quần này. 413 size M. Đẹp từng ly từng tí một. Size M, size M 413. Kèm số điện thoại cho em nhé. Váy chị mặc còn nhá, chị mới mặc á, chị đã bán đâu. Váy của Sân Sa đó. Ai lấy thì lấy đi. Size thì không cần biết là size gì, nhưng miễn là em mặc vừa. Hình như nó là size S, nhưng mà form suông rất là đây, thoáng lắm. Thoáng mà, không có rộng chật chỗ nào cả. Có túi rất là sâu. Ai lấy thì em sell cho con này 150.000 này. 150.000 là bình thường. Váy Sân Sa này em bán 190-180. 413 size M, chị Suy Nguyễn comment số điện thoại cho em. Cái gì thế?
thùng cối ném đi qua. Cây pha lê mã 48. Ôi chồng em đi ngủ rồi. Các chị sang bên các chị sang bên nhà Trần nhé. Tại vì bên này có ít quá. Bên này có 34, 35 bạn. Có ít quá. Các chị sang nhà Trần em phục vụ thêm nhé. Em phục vụ thêm các chị đang ở fanpage Trung Nhàn Thời Trang Công Sở. Em tắt like nhé. Sang bên nhà Trần cho em nhé. Bài cả nhà 413 em chốt rồi. Em chốt 413 cho ai đây? Không có lờ ạ. Chị Xuyên Nguyễn ạ. Của chị Xuyên Nguyễn. Quần đen của size L mai em lên cho cả nhà. Quần đen mai em lên cho. Cái này nó sót vào cái đống sớ thì em dơ thôi. Cái này đẹp lắm. Hàng đẹp lắm. Bye cả nhà. Bye mọi người. Sang bên nhà Trần hộ em nhé. Để em chốt nhé. Em chốt sớ cho thôi. Sớ bây giờ em lên nốt mấy mã sớ nữa nhé.